Xin chào các bạn đã quay lại với Iruma mùa 2. Tập 1 Vào tiết học ma thuật cơ bản hôm nay cả lớp học về thực hành ma thuật biến hóa. Bắt đầu từ Iruma cậu sẽ phải nhiệm chú vào con ếch trong cái bình cho nó đổi màu. Gần đây Iruma đã sử dụng ma thuật của nhẫn ác thực thành thạo hơn chút. Trên đường chuẩn bị đi ăn chưa được nhiên con ác linh hút ma lực lần trước từ chiếc nhẫn chui ra. Đã thế còn biết nói chuyện làm cậu hết hồn, cơ mà chính bản thân nó còn ngạc nhiên hơn nữa không biết mình có thể nói được. Thấy học sinh đi ngang qua cậu vội chui vào một căn phòng trốn, con ác linh còn không biết chính xác mình là gì nhưng có lẽ là hóa thân của chiếc nhân ác thực mà lúc này mới chê cái cách chủ nhân sử dụng ma lực rõ là cục xúc. Chả hiểu kiểu gì tự nhiên bị bắt phun ra toàn bộ ma lực đã nuốt trong một lần. Iruma rất hoang mang thì nó giải thích sức mạnh hiện thực hóa thứ mà mình tưởng tượng chính là mong muốn. Ví dụ như tiết học ban nãy Iruma muốn con ếch hóa đen thì nó đã hóa đen. Con ác thực yêu cầu cậu thử biến hóa mình thành một hình dạng mắt lấp lánh eo nột chân thon dài, Iruma liền tưởng tượng trong đầu và đây là cái kết làm nó phát có luôn. Tuy nhiên Iruma không quen được gọi là chủ nhân nên con ác thực đã gọi cậu là nhóc Izu, còn cậu chỉ cần gọi nó là Ali. Về phía Ameri dạo gần đây rất đau đầu xanh sao mặt mũi vì cứ thấy cô gái Irumi rất giống Iruma. Nhưng nghĩ lại thì Iruma nhà mình là một người có tham vọng hướng tới mục tiêu dẫu gian nan hay chướng ngại đều vượt qua, không thể nào bay bổng mềm mại bồng bềnh như thế được. Tiếp theo Ali yêu cầu Iruma hãy tự biến hóa bản thân cơ mà ốc sáng tạo cậu nghèo nàn quá, hết biến những bộ đồ giản dị lại tới những bộ đồ của người quen rất nhàm chán. Ali gợi ý cậu thử nghĩ tới những trang phục đánh chết cũng không mặc thì Iruma nghe theo. Đúng lúc Ameri thấy có gì phát sáng trong phòng ngó vào và cái kết đây hoàn toàn là thứ trang phục mềm mại bồng bềnh thì Iruma liền giải thích hết về chiếc nhẫn của mình nhưng Ameri méo tin cái nhẫn sao có thể nói chuyện được có mà sở thích của em như này thì có. Nói rồi cô bỏ chạy một mạch khiến Iruma không biết phải làm sao để thanh minh nữa. Cậu yêu cầu Ali phải giải thích rõ ràng với chị ấy nhưng nó cho rằng mình là một vật thể là không muốn bị ai phát hiện, cũng giống Iruma không muốn nổi bật với mọi người xung quanh thôi. Nhưng nếu có tiền lệ nào giống mình thì Ali sẽ chui ra hóa giải hiểu lầm làm cậu mừng lắm, nhất định phải làm sáng tỏ bí mật của chiếc nhẫn và gỡ bỏ hiểu lầm với chị ấy. Iruma quyết định đi hỏi người mà mình tin tưởng nhất nhưng ông cậu đáp thẳng một câu gái nhẫn thì làm sao mà nói chuyện được. Ông còn cho rằng cháu đã mệt rồi nên đi uống sữa nóng, sau đó anh Opera dắt lên giường hát ru ngủ. Ở thư viện bạn nữ tóc vàng đang tính tìm hiểu về camera vì muốn chụp lén Iruma với hội trưởng hội học sinh. Iruma cuối cùng cũng tìm thấy cuốn sách viết về nhân ác thực. Một khi cạn kiệt ma lực nó sẽ sinh ra lớp sương mù hút lấy ma lực xung quanh. Nhưng Ali chỉ nhớ được tới cái đoạn mà mình đói bụng còn cái lúc nổi sung lên và hét inh ỏi nó không nhớ gì hết. Hay như lúc triệu hồi kỹ năng hoặc tạo ra cây hoa anh đảo Ali cũng không có chút ký ức nào. Nó chỉ bắt đầu có ý thức kể từ cái lần kéo cậu tới bóc cổ gã đau kính để báo cho cậu biết hắn là người xấu. Giờ thì Iruma mới hiểu lý do hồi đó cứ bị đâm vào anh Kiro. Ngoài ra còn sự kiện về pháo hoa Ali cũng có nhớ nữa. Iruma thử trồng các sự kiện từ đó đến nay thì nhận ra từng giai đoạn phân chia đều trùng khớp. Ali không nhớ được mọi chuyện lúc hạng 1 mà bắt đầu có ý thức từ khi Iruma lên hạng 2. Giờ đây mới lên hạng 3 thì nó còn biết nói đồng nghĩa với việc hạng của Iruma càng cao chiếc nhẫn sẽ càng biến đổi. Như vậy cậu muốn thật sớm được lên hạng Dalet để tiến gần hơn với việc giải mã bí mật của Ali. Nhưng trượt nhận ra đã quên bén việc thanh minh với chị Ameri. Tập 2 Iruma hớn hở thông báo với chị Ameri mình đã có tham vọng riêng. Đó là được mặc những bộ váy bồng bình đứng trên sân khấu mua hát thật đáng yêu. Giật mình tỉnh giấc Ameri đã gặp phải cơn ác mộng này liên tiếp 3 ngày rồi. Ngồi ăn sáng để lộ bộ mặt thất thần ông bố hỏi có chuyện gì liên quan đến thằng Iruma hả? Làm nhỏ phụt hết cả nước nhưng vẫn cố chối là không phải ông già đã tức giận một lần nữa tuyệt đối cấm hai đứa giao du với nhau. Chợt nhớ ra trong tập 14 cuốn truyện có đoạn nam chính phải mặc bộ váy bồng bình để ngụy trang, không lẽ Iruma có một lý do sâu xa nào đó, đến nỗi mà hai tên cấp dưới cứ nhắc tới cái váy hay từ bồng bình là lại nổi khùng lên, đã mấy ngày cô chẳng thể tập trung vào công việc vì cái hình ảnh ấy. Tĩnh tâm lại một chút cô quyết định phải có một cuộc nói chuyện đàng hoàng với Iruma. Về phía cậu thì đang bị Kairi bắt mặc bộ trang phục lần trước vì khán giả cứ hỏi suốt, chỉ cần xin chụp một tấm ảnh gửi cho các fan là xong ngay thôi. Trong khi rằng co hai người đã vô tình ngã đè lên nhau và lại một lần nữa bị Ameri phát hiện, trong mắt cô lúc này Iruma là một thằng thích mặc váy đã thế còn định dở trò biến thái, lập tức lôi cậu vào phòng hội học sinh xử lý khiến thánh của chúng ta sợ xanh mặt. Nhưng thật ra mục đích chính của cuộc nói chuyện này là về sư đoàn nghiên cứu ma cụ của cậu. Hoạt động sư đoàn cần phải có ít nhất một học sinh năm 3 hoặc 3 đoàn viên đạt cấp Dalet trở lên, mà sư đoàn nghiên cứu ma cụ không đạt yêu cầu nên bị đình chỉ hoạt động muốn hoạt động trở lại cần phải tập huấn và có sự chấp thuận từ hội học sinh đó là mỗi học sinh cần sinh hoạt ở những sư đoàn khác một thời gian và được sư đoàn trưởng viết cho đơn tiến cử vậy nên cô đã tống con bé Clara vào sư đoàn game vì có trí tưởng tượng phong phú còn Asmodeus thì bị bắt vào sư đoàn phát triển ma thuật do sở hữu sức mạnh tổng hợp và cuối cùng là Iruma được phân vào sư đoàn mà biết bao người mong ước cũng không được đó là hội học sinh buổi sáng phải dậy từ sớm gấp chân mền gọn gàng và thay đồng phục tới phòng hội học sinh thì đồng thanh hét lớn một câu tuyên ngôn chỉ cần để lại một ít bụi cũng bị bắt dọn dẹp lại hay sai sót một chút thôi cũng bị phạt chống đẩy. Tiếp đến là công việc bàn giấy làm việc không được ngơi tay cho đến khi tiết học bắt đầu. Chưa hết mỗi ngày đều phải rèn luyện thể lực chạy thục mạng nếu không muốn bị rơi tái. Rồi còn chăm sóc vườn hoa đứng trước cổng trường chào đón học sinh mỗi sáng, nhỏ tóc vàng thấy hình ảnh hội trưởng đứng cùng Yuma ma thật tráng lệ. Giờ ăn trưa thì không được ăn uống vô tội vạ. Riêng cái này có tác động mạnh nhất đối với người háo ăn như Iruma cậu phát khóc luôn. Dù có mệt mỏi tới cỡ nào cũng không được để các học sinh khác thấy, Ameri tung cú sút cực mạnh vào một tên đang ở chu kỳ ác và bắt trói cậu ta lại. Iruma chợt nhớ lại Asmodeus từng nói các ác ma sẽ có một chu kỳ stress khiến suy nghĩ bạo lực và hung ác tăng mạnh gọi là chu kỳ ác. Cậu ta vừa định ăn thịt học sinh này và hội trưởng hội học sinh là người nhận ra điều đó, trong mắt Iruma chị Ameri thật ngầu. Thầy hiệu trưởng mang cả đống đồ tới cho cháu nhưng cậu đang trong quá trình rèn luyện bản thân nên không được nuông chiều làm lão phát khóc bỏ đi luôn không ngờ ngoài anh opera còn có một người có thể bật lại được ông, bất ngờ Iruma bị yêu cầu lột áo ra. Nhưng không phải theo ý kỳ quái mà chỉ là giờ này đã đến lịch đọc truyện bộ đồng phục kia khá thiếu thanh lịch nên cậu cần cười ra rồi đọc cho chị nghe, lúc này cũng không cần phải gọi là hội trưởng nước cứ gọi là Amery. Suốt cả ngày quan sát nhưng khi thấy chị ở bộ dạng này mới thật hoài niệm, Amery hiểu điều đó nghĩa là mình trong lúc làm hội trưởng rất đáng sợ cô mải suy nghĩ đến nỗi lỡ đánh rơi tách trà nhưng có vẻ đây là một điểm gở tại căn phòng nào đó sâu trong rừng có kẻ bí ẩn lưu giữ rất nhiều bức ảnh của hội trưởng hội học sinh cho đến ngày thứ tư iruma đã quen với cuộc sống và công việc của hội học sinh chỉ riêng việc ăn uống là vẫn khốn khổ nhất thấy hai đàn anh rất thân thiết với nhau iruma thắc mắc lý do hai người gia nhập hội học sinh lý do có lẽ vì hội trưởng là một người phải gánh vác vô số trách nhiệm và áp lực công việc như không một lần nào để lộ sự yếu đuối nên chỉ cần được ở gần một nhân vật như thế đã rất quý giá rồi anh còn ghen tị với cu cậu được đích thân hội trưởng chiêu mộ từ đằng xa mấy thành viên khác cũng đang hoài niệm về quá khứ hội trưởng luôn mang mấy tên lập dị về bất ngờ có thông báo hội trưởng hội học sinh đến phòng chuẩn bị nhưng sao tiếng loa hôm nay lạ lắm bởi đấy là do một kẻ khả nghi nào đó đã gọi từ phòng truyền thanh ameri vừa đi vừa nhảy chân sáo cứ như tình hình hiện tại sẽ thành công gạ được iruma vào hội học sinh đã đến phòng chuẩn bị thấy một bạn học sinh ngồi gục một chỗ Amery vội lại gần hỏi Han, nhưng đáng tiếc cô đã bị lừa xịt một thứ nước hoa gây mê lên người. Nghe tin sư đoàn truyền thanh không hề gọi cô ấy hội học sinh tức tốc chạy đến phòng chuẩn bị thì thấy cô nằm dài dưới đất. Nhưng sao có gì đó lạ lắm, Amery với dáng vẻ khác hẳn mọi khi xin mọi người kiếm cho mình cái gì khoác bên ngoài vì bộ đồ này rất xấu hổ. Tập 3 Amery thay đổi hoàn toàn dịu dàng chào hỏi các bạn học sinh trong trường và còn mặc một bộ đồ dễ thương. Theo lời của hội trưởng sư đoàn truyền thanh thì do quên khóa cửa phòng truyền thanh mà có kẻ gian lẻn vào. Giáo viên có hỏi câu gì Amery cũng trả lời trôi chảy toàn bộ nghĩa là cô không hề mất trí nhớ chỉ rơi vào trạng thái thiếu nữ. Amery còn nhận thấy trước giờ mình xử sự, sự hơi thô bạo quá triệu chứng thật sự nặng cô đã trúng ma thuật tác động về mặt tinh thần. Thứ ma thuật này chưa từng thấy bao giờ nên thầy cô không thể hóa giải một cách cưỡng ép nhưng bản thân nó lại rất đơn giản nếu cứ làm những hoạt động thường nhật thì đợi một thời gian sẽ trở về bình thường. Hội trưởng hội học sinh là biểu tượng của trường nên như vậy sẽ làm gương xấu cho kẻ khác. Thay vì nghiêm túc trình đốn đội hình cô lại mời mọi người ăn bánh kẹo dùng trà, làm việc thì chậm chạp nhưng dễ thương vô đối các thành viên khác phải cố giữ bình tĩnh kẻo FBI gõ cửa. Tiết mục rèn luyện nâng cao sức khỏe đi tuần tra rồi bê hồ sơ cũng khác hẳn thường ngày. Amery buồn bã cảm thấy mình như chỉ làm vướng chân mọi người, tất cả rõng rạc nói không vấn đề gì hết mọi thứ vẫn như thường ngày. Nhưng thật ra không phải vậy ai nấy đều mệt gấp 5 lần vì phân chia số công việc của hội trưởng. Cô ấy thật sự phi thường ngày nào cũng phải một mình xử lý hết chỗ đó, nên giờ đây mọi người phải hỗ trợ hội trưởng lại và sẽ sớm tóm được tên thủ phạm. Bất chợt thấy cửa phòng hội học sinh đang mở cả nhóm tức tốc chạy vào trước mặt họ là gã Rumi. Đây là đoàn trưởng sư đoàn tác phong nền nếp từ xưa đã luôn nhắm đến cái ghế hội trưởng hội học sinh. Anh ta múa hát khoe khoang về sự hào nhoáng của bản thân và thông báo sẽ đoạt lấy hội học sinh. Sư đoàn tác phong nền nếp từ xương là đối thủ hội học sinh một sư đoàn chuyên cả khịa hội học sinh bằng cách tổ chức các hoạt động giống chúng ta và gây sự chú ý. Anh bạn kia tức giận hỏi ngươi là thủ phạm phải không làm gã rén run lẩy bẩy bởi bị con trai chạm vào người 6,6 giây là cực hạn của Romy. Nhân lúc hội trưởng đang yếu nhược hắn đề nghị trận chiến một trọi một mang tên bỏ phiếu giải thể. Đó là thư khiêu chiến từ sư đoàn gửi tới hội học sinh. Trong trường hợp có nhiều học sinh bất mãn với hội học sinh họ sẽ chọn ra một sư đoàn đại diện tiến hành bỏ phiếu. Sư đoàn nào thua cuộc sẽ phải giải thể ngay lập tức và đặc biệt thách thức một trọi một không ai được phép từ chối. Romy đã thu thập số chữ ký của rất nhiều người toàn là những sư đoàn đã bị hội học sinh quản chế nghiêm khắc. Từ trước đến nay chưa ai dám đưa ra thách thức một trọi một chỉ vì lý do là quyền uy của Amery quá lớn. Nhưng nếu Romy mà trở thành hội trưởng hắn sẽ mời một thiếu nữ như Amery vào làm thư ký cho mình. Ngay khi gã chuẩn bị hôn tóc cô lập tức Iruma gạt tay ra khiến Amery tim lại đập thình thịch nữa. Đối với Ruma hành động tự ý chạm vào tóc con gái là rất khiếm nhã làm anh ta ngồi ôm mặt khóc luôn, sau đó bỏ đi còn cậu được các đàn anh khen hết lời nhưng Ameri có gì đó lạ lắm. Hôm sau Romy đã dựng dạp kêu gọi, năng lực sóng dõi nhà anh ta là thu hút có thể đoạt lấy ánh mắt người khác ngay lập tức, nhưng chỉ là thu hút sự chú ý thôi, Romy thông báo mình đã thách thức một đối một với hội học sinh. Nếu hắn thành công trở thành hội trưởng hội học sinh thì số ngày đi học sẽ giảm một nửa phần đó dành cho đi du lịch. Trong trường thì lắp đặt cơ sở thiết bị để thư giãn và bỏ hết mọi bài kiểm tra, rồi còn vòi phun nước hoa quả trồng cây mọc ra thịt tha hồ mà ăn chơi. Học sinh đang rất cuồng nhiệt thì hắn nói không đảm bảo chắc sẽ thành công thôi dẹp mẹ đi. Nhưng với tài ăn nói Rumi hứa sẽ cho các bạn những ngày thú vị hơn hội học sinh hiện tại. Một bên thì đông vui náo nhiệt còn bên của Amery lại trái ngược hoàn toàn. Cô đọc có mấy chữ cũng đứt hơi rồi còn đánh rơi cả văn bản khiến mấy người xem còn thấy đáng thương. Amery rất phiền lòng thì hội học sinh tới động viên và tìm cách giúp đỡ. Về phía Admodet trả để tâm chút nào về sư đoàn của mình mà chỉ luôn nghĩ tới Iruma, rồi còn Clara nó nghịch ngợm phá tung hết sư đoàn game xong lại lăn ra ngủ. Iruma vừa mới gọi điện cho hai người bạn xong thì giật mình chị Amery xuất hiện đằng sau. Cô gọi cậu vào phòng có chuyện muốn nói nhưng lại đứng nhìn ra cửa sổ mãi chưa dám nói. Ali bất ngờ xuất hiện thì Iruma muốn xin ý kiến về ma thuật yểm lên hội trưởng. Theo như nó thấy cái ma thuật đó sắp được giải rồi nhưng có một vấn đề là tùy vào người bị ếm sẽ có ảnh hưởng khác nhau. Ví dụ như dùng lời nguyền suy sụp tinh thần lên một kẻ u ám thì chẳng mấy tác dụng, nhưng dùng ma thuật băng ếm lên kẻ chuyên dùng lửa lại rất hiệu quả. Có lẽ trong lòng hội trưởng có gì đang vướng mắc với ma thuật biến đổi nên mới không quay về như cũ. Cần có động lực thúc đẩy mới có thể gỡ rối được. Ngay sau đó, Amery đã quay trở lại bình thường bước vào phòng. Tập 4 nhưng hóa ra vẫn chả có gì thay đổi cả nhỏ vẫn xấu hổ khi bị nhìn chằm chằm lý do là vì nghĩ mặc lại bộ đồ cũ sẽ có thể trở về tính cách trước kia nên cô mới thử trừ cứ như này chắc chắn sẽ thua trong cuộc bỏ phiếu và gây rối cho mọi người Yuruma động viên chị không hề phiền phức chút nào hội trường vẫn luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc chỉ riêng cậu Ameri mới tâm sự hết mọi thứ trong lòng đó là rất yêu quý mọi người trong hội học sinh do họ luôn quan tâm tới cô bằng sự chân thành và đem lại cảm giác ấm áp nhưng đó chỉ là dành cho ameri cũ chứ con người khiến họ kính phục đã không còn nên cô rất sợ ameri chỉ liên tục nghĩ về thất bại có lẽ nên từ bỏ chức hội trưởng hội học sinh để đến lớp như học sinh bình thường và hàng ngày nghe iruma đọc chuyện cùng nhau trải qua những tháng ngày bình lặng với chỉ riêng iruma là đủ ngay khi đó cậu đã nhắc lại chính lời mà trước đây chị từng nói đó là lý tưởng chứ không phải tham vọng ameri cậu biết luôn tràn đầy tự tin phá vỡ mọi khó khăn để thực hiện tham vọng chị nên làm điều mà bản thân thực sự mong muốn còn về mọi người không phải họ theo cô vì là hội trưởng mà người họ theo là Ameri. Iruma đã đưa bàn tay ra mong chị ngừng đầu về phía trước, dù phong thái ăn mặc ra sao Ameri vẫn là một cô gái tuyệt vời theo đuổi ước mơ. Làm cô đỏ bừng mặt xì khói đầu luôn rồi, Clara và Admodes đều được Iruma nhờ tìm thủ phạm ếm bùa mê lên Ameri, nhân tiện Clara cũng phải đi đòi giúp sư đoàn mình món game mà có một tên đã mượn xong không trả, đó là game về tình yêu khác biệt tính cách phiên bản thiếu nữ đoan trang. Thật trùng hợp là Asmodeus cũng vậy cậu đang đi đòi cái dữ liệu nghiên cứu ma thuật biến đổi vật chất mà người ta không trả. Ngày kết đấu một đối một đã tới thời gian là 3 phút mỗi người sẽ tự quảng bá rồi tiến hành bỏ phiếu. Romi là người tiến công trước đề xuất gã đưa ra chỉ vỏn vẹn đó là sự thoải mái. Thanh niên mùa hát một bài thể hiện cho cuộc sống học đường tràn đầy các cuộc nô đùa của mình. Học sinh hô hào nồng nhiệt về Feromi rất đông, tiếp theo là lượt của Ameri nhưng tiếng hò reo Romy của mọi người đông quá cô không sao cất tiếng nổi chợt nhớ tới lời động viên của yuma ameri đã phát biểu tôi rất yếu đuối nếu không có người xung quanh giúp đỡ dù đã thử tìm cách chạy trốn nhưng vẫn có người tin tưởng ở mình và đó là tin vào dục vọng của cô được nhìn gương mặt của những người ở đây cô đã nhớ ra lý do bản thân yếu đuối mà lại cố chấp giữ cái ghế hội trưởng ameri lớn giọng hết vì nguyện vọng của cô là biến nơi này thành ngôi trường tốt nhất bản chất của ác ma là dục vọng nên không được dựa vào sự thoải mái người khác ban cho mà buông thả phải kiêu hãnh trước dục vọng của mình Cô hỏi dục vọng của các người là gì và nếu chưa chạm được tới nó thì hãy vươn tay ra mà nắm lấy. Môi trường này là nơi nuôi dưỡng các ác ma chất chứa tham vọng, nên nếu muốn nắm trong tay dục vọng bản thân thì hãy câm miệng lại và làm theo tham vọng của cô. Bọn học sinh gào hét lên em sẽ theo chị tới cuối đời và tác dụng của thứ nguyền rủa Amery cũng đã tan biến. Vào thời khắc quan trọng này, cô chợt nhận ra Iruma là người khiến mình muốn có tất cả mọi cảm xúc. Giờ thì Amiri thật sự yêu cậu ấy mất rồi sau đó cô giành chiến thắng tuyệt đối, còn cái kẻ ếm ma thuật lên người hội trưởng đã bị Clara và Asmodeus tóm gọn. Thanh niên này là học sinh năm 2 sau khi mượn ma cụ và game hắn đã chế tạo ra một loại nước hoa đặc biệt, trong khi mải pha chế ở căn cứ Asmodeus và Clara đã bắt quả tang giải về đây, mục đích của tên này là muốn giúp Amiri trở nên cao quý xuất chúng tột bậc hơn. Tham vọng được nhìn hình bóng hội trưởng Nhung Mì Đoan Thục, thanh niên này là đội trưởng của đội cận vệ cho hội trưởng hội học sinh hắn đã luôn quan sát cô từ lâu một con người lúc nào cũng anh dũng đầy kiêu hãnh. Nếu muốn ngắm nhìn đến thế, Amery sẽ dẫn đến một vị trí đặc biệt đó là được hưởng khóa rèn luyện nghiệp vụ của hội học sinh 50 lần. Còn tiếp theo là xử lý tên Romi cô muốn mời hắn vào hội học sinh làm thanh niên sốc ngang. Romi muốn phải trở nên thật nổi bật thì Amery sẽ giao cho những nhiệm vụ hoa lệ nhưng bù lại rất khắc nghiệt. Tiếp đến là Iruma cậu đã đủ tư cách kết thúc rèn luyện và được phép mở lại sư đoàn nghiên cứu ma cụ. Hội học sinh rất muốn có cậu ở đây nhưng Iruma đã từ chối. Cậu thật sự rất vui khi đã có những trải nghiệm quý giá vậy nên không muốn mình bị tham vọng của mọi người cuốn đi, mà muốn tự lăn xả để tìm ra tham vọng của chính mình và cũng mong ngày nào đó người ấy sẽ quay về sư đoàn của mình. Ameri vui vẻ công nhận sư đoàn nghiên cứu ma cụ được tái hoạt động, hôm sau hội trưởng đã trở về với dáng vẻ nghiêm khắc mọi khi. Ali khá là choáng ngợp với màn phát biểu của bạn gái cậu thì Iruma phủ nhận chị ấy không phải bạn gái. Cậu thắc mắc không biết cái gì trong tâm trí Amery bị vướng mắc thì Ali trêu có lẽ cô ấy muốn bản thân thật dễ thương trong mắt Iruma. Tưởng là đùa mà có vẻ lại rất thật Amery muốn gọi điện cho Iruma nhưng cứ hồi hộp mặt thì đỏ bừng. Chỉ cần ở cạnh cậu ấy là thấp thỏm người gì đâu mà vừa ngầu vừa dễ thương. Phải chi mình bớt đáng sợ và dễ thương hơn một chút thì tốt biết mấy. Nhưng chợt nhớ lại Iruma không phải là con người đánh giá mình qua phong thái bề ngoài. Trong tấm ảnh kỷ niệm hôm qua cô cũng liên tục liếc về phía cậu ấy. Tập 5 Cuối cùng, Iruma cũng trở về nhà được ông mở tiệc tưng bừng suốt một tuần. Ông còn cho phép mời bạn bè đến thì cậu vui lắm trước đây chưa bao giờ rủ bạn bè qua nhà cả, sau khi nhắn tin thánh của chúng ta xoắn hết cả lên vì hồi hộp. Nghe lời Ali, Iruma đã dọn dẹp phòng ngay sau đó bạn tới bấm chuông, hai người đều có chút quà mọn tặng cho cậu sau đó tất cả cùng thưởng thức bữa tiệc thị soạn. Ăn no đến phình bụng thì chuyển qua chơi game, họ sẽ nhảy theo yêu cầu và anh Opera là người giành hạng nhất. Sullivan bị hạng bét không thể làm mất thể diện của một người ông nên ông muốn cho bọn nhỏ làm một chuyến đại diễu hành hắc ám. Đại diễu hành hắc ám là việc đi lang thang quanh những nơi âm u vắng lặng hay còn gọi là thử thách can đảm ở nhân giới, nơi này là dưới tầng hầm dinh cơ nhà ông. Opera biết rõ ràng nơi sâu nhất cũng chỉ là kho chứa đồ nhưng Sullivan đã tính toán cả rồi, ông đột ngột dừng lại nói có thứ gì đó ở đây. Thật ra đó chính là con ma thú ông đã nuôi nấng và bảo nó cứ giả vờ đánh nhau rồi lúc thích hợp thì chạy đi mục đích là để bọn nhỏ thán phục sức mạnh của mình, cơ mà chả cần đến ông Asmodeus và Clara đã triệu hồi ra sử ma tấn công nó. Thật ra thì sử ma của Clara chỉ ném quả bóng còn nhỏ đi nhặt thôi chứ làm mẹ gì đâu. Tiếp tục chuyến diễu hành tiến vào kho chứa đồ là nơi sâu nhất Sullivan không biết phải làm gì tiếp theo. Opera nản quá đành giúp ông một tay, đã đến ngõ cụt bất chợt một con ác ma to lớn từ trong góc chui ra Asmodeus có tấn công cũng không hề hấn gì. Thì ra đó chỉ là chiếu hình ảnh game của Opera nên đương nhiên đâu thể đánh được. Ngay lúc đó Sully va ra vẻ ngầu lòi trước mặt bọn nhỏ lao tới tấn công con ác thú. Opera mở đến cái đoạn nó bị hạ gục là thành ngay một vừa kịch. Bất ngờ thấy có hòm châu báu mở ra thì đó là hai món quà mà lúc đầu Asmodeus và Clara đem tới tặng. Opera đã chuẩn bị thứ này coi như là phần thưởng cho ai đến nơi sâu nhất của đại diễu hành hắc ám. Cô mà éo hiểu kiểu gì chúng nó lại cảm ơn mỗi Opera còn cho rằng ma thú lúc nãy là màn trình diễn của anh cái tai dựng lên và đuôi ngoe người biểu lộ sự vui sướng còn Sullivan thì khóc dòng nước mắt. Trong lúc ăn cháo miệng Iruma lại hơi buồn vì sắp đến giờ các bạn về, thế là hai đứa nó đồng ý ở lại luôn và vào phòng cậu quậy phá tương bừng. Giờ thì Iruma đã hiểu chơi với bạn bè là như nào, không cần phải suy nghĩ nhiều cho phức tạp mà chỉ cần những phút giây bên nhau. Sau đó người nhà họ đến đón và ba đứa lại hẹn nhau lần sau qua chơi tiếp, trở lại nhà Iruma cảm ơn anh Opera và ông đã bảo mình rủ bạn bè tới hôm nay. Giữa đêm trong khi ngủ, Ali nhận thấy Iruma vẫn còn rất nhiều điều suy tư. Nó quyết định sẽ giúp cậu tìm hiểu bắt đầu từ việc tạo nên chu kỳ ác và biến đổi tính cách cho Iruma. Hôm sau ông vào phòng chào buổi sáng thằng cháu nhưng Iruma có gì đó lạ lắm, Cu cậu mắng ông giả ồn ào. Tập 6 Ngồi ăn sáng thì vừa đọc báo vừa nói chuyện rất lớp cất làm ông khóc dòng nước mắt, mới hôm qua còn là đứa bé ngoan mà hôm nay đã nổi loạn. Bạn tới gọi đi học thì cậu đưa cặp cho Admodet sách hộ nhưng cậu ta lại thấy mừng vì lần đầu Iruma chủ động sau đó còn xoa đầu Clara như con thú nuôi và bảo ông gọi xe ngựa ra chở. Tới chừng có bạn nữ giơ tay lên chào thì Iruma cũng tươi cười đáp lại làm họ dụng tim luôn. Vào lớp Iruma bắt hai đứa bạn bóp vai và mang chạp ánh tới cho mình. Trong khi các bạn đều thắc mắc thì Asmodeus hiểu cậu ấy chắc chắn đang ở chu kỳ ác. Đáng là một con người như Iruma không có giai đoạn này nhưng Ali đã đẩy trạng thái đó vào cậu. Ngay lúc này Iruma gọi Clara lại đây rồi vỗ vỗ và đùi làm cả bọn đều đỏ mặt. Nhỏ lại gần xấu hổ ngượng ngùng liền bị Iruma kéo vào ngồi lên đùi mình rồi xoa đầu. Chắc có mỗi át là ngưỡng mộ phong thái này trong khi nhỏ Clara đã xì hết cả khói đầu. Hai thằng này lúc nào cũng vứt rác bừa bãi vào con đường trong hang để chờ lớp cá biệt sọ dùng. Do khu đổ rác khá xa mà lười nên chúng nó toàn tiện thói vứt luôn ở đây. Chưa hết trên tường còn đầy hình vẽ bậy Iruma nhưng lớp cá biệt cũng quen rồi đành nhẫn nhịn. Ngay khi đó cầu sử dụng ma thuật thiêu dụi toàn bộ rồi trách các bạn có kiểu cư xử không màng tới gì sẽ bị kẻ khác khinh bỉ nên Iruma quyết định sẽ chuyển cái lớp tồi tàn này đến một tòa lâu đài. Mấy thằng này đang nói về chuyện tên Iruma ẻo là vô tích sự đã bị đuổi khỏi hội học sinh. Còn chê bai cái lớp cá biệt toàn lũ phế vật tụ họp liền đụng độ Iruma và đồng bọn. Iruma chỉ cất cho một câu cũng khiến mấy thanh niên xoắn đái ra quần. Cả lớp tập trung tại phòng giáo viên với người cầm đầu là Iruma. Cậu ta yêu cầu nhà trường di chuyển phòng học lớp cá biệt. Căn phòng ấy đã quá xuống cấp bên ngoài thì rác thải bên trong lại sập sệ. Nghĩa vụ của nhà trường là phải thu xếp môi trường học cho học sinh. Iruma đập bàn quát lớn tụi em có chỗ nào ngỗ ngược hay cá biệt mà bị cô lập một xó. Thầy Kalego mở hẳn quyền vở ra đọc tội danh từng người. Iruma và Sắp Nóc giống nhau đều có hành vi bạo lực và phá hoại trường vào ngày khai giảng. Giát thì đi đến đâu thó trộm đồ đến đó, rồi đứa thì chơi game quá mức dẫn tới 6 học sinh nhập viện, đứa thì quấy rối học sinh và giáo viên nước. Tóm lại, trừ Kerori ra đứa nào cũng có tội nên bị xếp vào lớp cá biệt, cơ mà thánh của chúng ta vẫn gân cổ lên cãi cài vị trí của lớp thật sự quá xấu. Thầy cũng hết cách vì trường đâu còn phòng học nào khác nhưng Iruma biết còn một căn phòng, cậu yêu cầu thầy cô hãy mở lại phòng học Voreel One, đó là căn phòng từng được sử dụng bởi vị ma vương đang mất tích. Về sau nó được nhà trường bảo dưỡng kỹ và không có ai sử dụng tới nữa, Go đã tức giận đó là phòng học danh dự mà trường luôn tự hào không thể rơi vào tay mấy đứa cá biệt được. Cả giáo viên và học sinh đều hết hồn hết vía nhưng Iruma đâu có vẻ gì là sợ. Nội trong hai tuần cả lớp sẽ tập hợp giấy cho phép đồng ý chuyển lớp từ hơn phân nửa số giáo viên trong trường nhưng thầy sẽ chỉ chấp nhận nếu trong đúng 3 ngày lấy được giấy cho phép của toàn bộ giáo viên cán bộ trong trường, vậy là thỏa thuận được thành lập. Thanh niên tóc xanh chắc chắn sẽ đóng dấu cho chúng nó vì thầy cũng muốn được dạy thử tại phòng học ấy, lập tức bị Kalego phạt bắt đứng một góc. Iruma dẫn cả lớp đi vào sâu trong khu rừng của trường đến với phòng học Vuroi 1 một căn phòng siêu khủng bố. Cứ mỗi khi rảnh sắp nót đều ra chỗ này ngắm và lần nào tim cũng đập thình thịch. Tuy nhiên càng nhìn càng cảm thấy chúng ta thật không xứng với nó mọi người vẫn có thể chịu học ở căn phòng cũ được. Iruma liền hỏi buổi thách thức một đối một hôm trước ai bầu chọn cho Romi hầu hết cả lớp đều giơ tay chỉ vì thấy họ rất thú vị còn bầu cho chị Ameri thì chỉ có Iruma atmodet và bạn chim cú mèo với vài thanh niên trả bầu cho ai đồng nghĩa với việc mấy đứa này là tụ tập những kẻ thích niềm vui và nhất mực trung thành với dục vọng của mình nhưng lại tự đắc vì ta đây khác người cứ như một bọn trung bè với lũ trở về nguyên tố vậy thì chắc chắn căn phòng không được phép làm ổ uế này sẽ rất cuốn hút mấy kẻ ấy nó có đầy đủ thiết bị vật chất với đủ loại phòng như phòng chơi game, phòng ngủ, phòng luyện tập, phòng trang phục vân vân. Đằng nào cũng bị xem là lũ lập dị vậy thì cứ lập dị hết mình. Cả lớp đã bị Iruma thuyết phục đồng tâm muốn cùng đoạt được phòng học vua này. Tập 7 Hôm qua bị ăn đòn như thế mà thanh niên tóc xanh vẫn đang đợi mấy đứa nhỏ để đóng dấu cho chúng. Còn định đóng thay phần Calego thì đúng lúc ông thầy xuất hiện mắng trong một trận nữa. Việc đầu tiên Iruma giao cho Jack là lấy đồ của thầy Calego cơ mà vụ này cả lớp đều hết sức sợ bị ăn đòn. Nhưng ngay từ đầu đây đã là ván cực căng như dây đàn phải như vậy mới phấn khích. Giá đồng ý và hai người tới gặp thầy nói về ý định muốn biến thầy thành sử ma của Iruma. Với lý do nhờ thầy đóng dấu chắc chắn là không mà nếu là sử ma thì đâu có cãi lại chủ nhân được. Làm ông thầy tức đòi cướp cái phong ấn triệu hồi nhưng Iruma cứ năn nỉ van xin mãi. Lợi dụng lúc đó, Giác đã sử dụng năng lực sóng dõi đó là thấu thị cho phép cậu nhìn thấu những món đồ được cất giấu và tự vạch ra con đường ngắn nhất để chôm. Toàn bộ chiếc nhẫn trên ngón tay mà càng có những cử động dư thừa sẽ càng kêu lách tách khiến đối tượng phát giác. Khi năng cho phép ngón tay mở rộng đến cực hạn để cử động tự do hệt con rắn, giác di si chuyển lặng lẽ không làm không khí dao động rồi luồn ngón tay vào trong người thầy. Sau khi ăn cắp thành công, Iruma đem đưa cho cô tóc trắng với lý do vừa nhặt được sổ tay của thầy. Cậu nói trong này có ghi các sở thích cũng như cảm nghĩ của thầy về đồng nghiệp và biết đâu thầy ấy có viết gì về cô. Nếu muốn lấy cuốn sổ này phải có điều kiện là xin một con dấu vào giấy cho phép. Bà cô nói không phải tôi thích thầy ấy hay gì đâu nhưng cuối cùng vẫn đồng ý giao kèo. Tiếp theo là giáo viên môn kiến thức ma thuật đang muốn biết nhiều hơn về biến đổi vật chất và tính cách. Cậu đầu sư tử này là vua bách tri thức với thành tích lý thuyết đứng đầu nên khóa. Nếu cô chịu cho xin một con dấu thì cậu sẽ ngồi giúp làm bài nghiên cứu thâu đêm với cô. Ông thầy này cũng là giáo viên môn kiến thức ma thuật nghe tin cô giáo vừa rồi đã đóng dấu thì bất bình. Học vấn là thứ mà chúng ta muốn tiếp tục trèo cao hơn ấy vậy cô ta còn bảo học sinh chỉ lại cho mình thật nhục nhã đang ngồi tự đắc với những lời khen là một vị thầy chuyên tâm vào việc học không màng đến sắc dục thì cậu bạn cú mèo tới. Nói thầm vào tai một hai câu về các nữ ác ma cũng đủ làm ông phụt máu mũi và đồng ý đóng dấu để được nghe tiếp. Tiếp theo là cậu bạn buồn ngủ và anh bạn sử dụng kiếm đã biến khu đất đá trở thành đất tơi xốp cũng như dọn cỏ giúp. Thế là được cô giáo dạy sinh vật ma tính đóng dấu cho ba bản hộ mấy giáo viên khác luôn. Ad modest thì hứa sẽ phóng lửa miễn phí định kỳ cho sư đoàn phát triển ma thuật với điều kiện anh cần nghe ngóng thông tin về những giáo viên mới giúp mình. Tuy trong chu kỳ ác mà bản tính không thể từ chối của Iruma vẫn còn có bác lao công nhờ giúp dọn dẹp cậu cũng làm. Ông Sullivan không thể chịu được tình trạng thằng cháu nổi loạn nữa quyết định đi dạy dỗ một trận, nhưng vừa mở cửa phòng Yuma đã tỏ vẻ đáng thương xin một con dấu lập tức lão đóng cho luôn. Sau đó xin chụp một tấm hình kỷ niệm nổi loạn mà lần này tự tay cậu còn chủ động chụp Carrie vào lớp thấy Iruma nằm ngủ quên giữa đống giấy tờ vì thiếu ngủ, tổng đã thu thập được 21 tờ trừ thầy Kalego thì chỉ cần 15 tờ nữa. Có những giáo viên thấy thú vị đồng ý ngay nhưng có giáo viên vì sợ thầy Kalego mà từ chối. Carrie có ý định trưng ra khuôn mặt thật của mình để hỏi xin có lẽ sẽ thành công, nhưng Iruma biết cô không muốn để lộ thân phận Kujomu nên không bắt bạn phải làm thế. Đây là hai giáo viên khó nhằn nhất vào việc đàm phán với một thầy thuộc về hai bạn này với thách thức chơi game. Đó là trò chơi do Clara nghĩ ra luật chơi là quân nóng tính sẽ mạnh hơn quân hiền lành, quân nghiêm túc sẽ không cãi nhau với quân điểm đạn. Cuối trò ai còn nhiều con tốt hơn là chiến thắng, tổng số lượng quân tốt là hơn 1000 con chúng lại tự ý di chuyển và đột nhiên tiến hóa, nhưng điều gì hậu nhất là cứ 30 phút người chơi phải nhảy vũ điệu bí ẩn một lần, năng lực dòng dõi của Lít là cướp đoạt cảm giác có thể cướp giác quan của đối phương trong vòng một tiếng. Và bộ phận cướp đoạt ở cậu sẽ bị hóa đen còn người thầy đấu với cậu sẽ phải chơi mà không có thị giác nhưng rất tức thầy đã thu thập được một đống quân tốt nổi giận và thỉnh thoảng chúng tiến hóa thành quân tốt siêu phẫn nộ bởi năng lực dòng dõi của ông là chiêm tinh vì giáo viên khó nhằn còn lại chính là người từng bị sắp nóc tấn công vào ngày khai giảng lại đang được chính cậu ta đàm phán nên ông tuyệt đối không muốn đóng dấu năng lực dòng dõi là bán vĩnh cửu có khả năng hồi phục tuyệt đối kể cả những vết thương rất lớn nhưng khổ nỗi là vẫn phải chịu cảm giác đau ngoài ra hội học sinh có sức ảnh hưởng lớn tới giáo viên nên iruma nhắn tin nói đang tới làm Amery rất hồi hộp căng thẳng và cũng có nghe tin Iruma đang trong chu kỳ ác. Cậu nói thẳng nguyện vọng muốn nhờ chị viết thư tiến cử chuyển lớp cho mình. Trong đầu Amery đang muốn nhận lời ngay và luôn nhưng giận lòng phải giữ liêm sỉ. Iruma nói sẽ làm bất cứ điều gì chị muốn và bắt đầu kể khó kể khổ về cái lớp trong hang hốc hiện tại. Trở lại với trận đấu game thầy giáo đang chưa hiểu lý do tại sao lại thua mặc dù chiến thắng ở ngay tầm mắt. Thì ra là do năng lực dòng dõi độ hảo cảm của Elizabeth cô sẽ khiến bất kỳ kẻ nào cũng phải cảm mến và hành động vì lợi ích của mình khiến thầy thi đấu một cách nương tay lít đã lén lút đánh cắp cả khứ giác của thầy để ngửi mùi hương mê hoặc của cô ấy lý do cậu đánh cắp thì giác chỉ đơn giản để khi đánh cắp khứ giác thầy sẽ không thấy mũi mình màu đen việc tước đoạt một lúc cả hai giác quan thật sự tốn quá nhiều ma lực nhưng dù sao cũng đã chiến thắng nhận được con dấu quay trở lại với phía thầy giáo kia ông rất bất ngờ thay vì hung hăng đánh nhau với mình thì sắp nóc lại quỳ xuống xin lỗi về hành vi bạo lực hồi khai giả Trải qua cuộc chiến cùng yêu cậu đã hiểu không phải cứ mạnh mẽ là có thể trở thành ma vương, kẻ không để tâm đến sự tồn tại của người khác không xứng đáng làm vua. Việc để lộ ra góc đôi cánh là lời xin lỗi thành kính nhất đối với một ác ma. Ông thầy đã mỉm cười xoa đầu cậu với bao cơn giận bay biến hết và đóng cho con dấu. Cuối cùng là phía Iruma cậu vẫn tâm sự hết lòng mình về mong muốn đổi phòng học. Thậm chí còn Cabe Don mặt sát gần làm Ameri tim đập nhanh chưa từng thấy bên ngoài vẫn tỏ vẻ đặt hy vọng vào cậu mà viết cho giấy giới thiệu nhưng thật ra nãy giờ có nghe được cái gì đâu, tại sao tình yêu lại phiền phức đến vậy. Cũng nhờ có giấy giới thiệu của hội trưởng mà đã lấy đủ 36 con dấu, Iruma không quên khen các bạn đã làm rất tốt. Tập 8 Cả lớp có mặt thông báo thu thập đủ toàn bộ giấy phép của giáo viên trong trường. Tuy nhiên thầy Kalego còn làm khó nhau bằng việc nhắc kỹ lại cái yêu cầu là thu thập của toàn bộ giáo viên cán bộ trong trường. Và cán bộ ở đây bao gồm tất cả nhân viên phục vụ nhà ăn người bán hàng lao công thủ thư khiến các bạn rất bất bình ngay từ đầu ông ta đã cố tình chơi an gian rồi. Nhưng thầy lại trách đó là do lũ chúng mày chẳng bao giờ chịu suy nghĩ thấu đáo và ông sẽ là người nhai đầu cái đám bọn mày. Thật sự những lời đe dọa của Kalego làm Yuma trong chu kỳ ác vẫn phải sợ toát mồ hôi hột. Yêu cầu chuyển đến phòng học Vua Royal One không được chấp thuận, nhưng ít nhất thầy sẽ tìm cách tu sửa phòng học hiện tại tốt hơn cho bỏ công đã đi thu thập hết chỗ này. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất thì bác Lao Công bất ngờ vào phòng đưa cho Yuma tờ giấy phép của mình. Nghe tin chỉ một tờ là chưa đủ bác liền gọi toàn bộ nhân viên cán bộ trong trường đồng loạt ùa vào làm cậu ngỡ ngàng. Trước đây Iruma lúc nào cũng giúp mọi người trong công việc dù là phụ hồ lau dọn trong cửa hàng vân vân. Đây chính là một cái kết có hậu cho tính tốt bụng của cậu và giờ thì đủ hết con dấu của toàn trường. Không còn lý do nào mà từ chối thầy Kalego nhắm mắt nhắm mũi đồng ý cho lớp cá biệt chuyển tới học tại phòng học vua. Hôm sau đông đảo học sinh đã tụ hội đến để chứng kiến giây phút lịch sử khi Royal One được giải niêm phong. Không những đến chiêm ngưỡng phòng học vua mà họ còn khen ngợi một lớp cá biệt đã giành chiến thắng ngoạn mục trước thầy Calego. Cứ nghĩ bọn nhỏ sẽ phấn khích nhưng do chưa quen với việc được khen nên chúng nó còn thấy xấu hổ kìa. Admodes khen nhờ có tài năng của chủ nhân mà chúng ta đã thắng lợi, nhưng Irma nhìn hết cả lớp và nói không phải công của ta mà là của chúng ta mới đúng. Cuối cùng thì giờ thiêng đã điểm tất cả học sinh nghiêm trang nhìn các giáo viên tra chìa khóa và ổ. Rồi thầy Kalego đọc thân chú ra lệnh cho nó mở ra khiến học sinh ồ ạt hô hào, trong này lộng lẫy trắng lệ hệt như một tòa lâu đài với nhiều tầng và đủ các phòng. Iruma dẫn cả lớp tiến thẳng vào bên trong nơi đặt chiếc ghế của ma vương, khoảnh khắc cậu ngồi lên nó khiến ai cũng bất động không nói nên lời bởi hình bóng ấy. Ngày hôm sau kết thúc chu kỳ ác nhớ lại toàn bộ những chuyện mình đã làm Iruma chỉ biết khóc dòng mà trách con Ali báo đẩy báo đốm. Cậu đi xin lỗi từng người từng người nhà cho đến hai người bạn và quả thật phiên bản Iruma bình thường vẫn tốt hơn khi ác nhất là chị Amery hai người đều xì hết khói đầu khi đối mặt nhau. Đến lớp thì quỳ xuống cúi đầu mà xin lỗi các bạn nhưng cũng đâu ai trách cậu. Sau đó thì cả lớp chụp vài tấm ảnh ở phòng học mới mà Iruma rén hơn hẳn hôm qua. Tập 9 Kể từ đó ngày nào Atmodes và Clara cũng bám dính lấy cậu vì sợ Iruma sẽ lại vào chu kỳ ác nữa. Sắp nó kéo con nhỏ ra và cho phép leo lên chỗ ngồi ưa thích nhưng hôm nay Clara chê. Cả lớp thấy thương cho Iruma dùng hết cả bánh kẹo dù dỗ hai đứa kia nhưng chúng nó vẫn nhất định không xa cậu nửa bước. Còn ông thầy chủ nhiệm có cái ghế ngồi mới là chống khỉu tay thái độ tận hưởng hết sức. Nghe tin đã sắp đến ngày tận cùng hay còn gọi là nghỉ hè ở nhân giới đứa nào cũng vui như chảy hội, nhưng trước đó cần phải làm bài kiểm tra lý thuyết đồng loạt thì cả bọn yếu xìu. Ad modest, trách cái đám ngày thường thì lười học mà quay ra thấy Iruma lên tiên luôn rồi. Thì ra nói về việc học Iruma vô cùng kém bởi xưa nay cậu chưa có cơ hội được ngồi học đàng hoàng một lần. Và đây là kết quả của những bài kiểm tra nhỏ nó tệ một cách thảm hại đến cả Clara còn chê. Do ma thuật của ông mà chữ ở ma giới Iruma có thể đọc được nhưng cậu méo thể hiểu nghĩa của các câu hỏi. Clara khoe cái đống bài kiểm tra toàn trên 10 của mình làm thánh của chúng ta sốc nặng. Admodes động viên có chỗ nào không hiểu cứ việc hỏi cậu ta sẽ giúp đỡ hết và lại thành tích trong bài kiểm tra cũng là cơ hội để thăng hạng. Đúng lúc đó thanh niên từng ỉm ma thuật lên hội trường xuất hiện, Lý do là vì công việc hội học sinh quá sức với hắn đã vậy còn suốt ngày chụp ảnh lén Amery. Nên cô nhờ sư đoàn nghiên cứu ma cụ trong trường giúp dù sao cậu ta cũng đã tự mình mầy mò chế ra ma cụ biến đổi tính cách. Vừa đến chưa được bao lâu mà anh ta đã xếp waifu đầy tủ át với Clara muốn đổi đi ngay. Vậy là sư đoàn nghiên cứu ma cụ đã có thêm một thành viên. Trước khi ra về át nhắc Iruma vào kỳ thi cuối kỳ nếu bị điểm kém sẽ bị tụt hạng. Và đó là lý do mà mấy ngày nay Iruma học quên cả ăn ngủ đến mức teo top hết người. Ông cậu định thiên vị cho cháu biết trước đề hoặc làm riêng đề dễ nhất cho Iruma, nhưng anh Opera tin một người nghiêm túc như cậu chắc chắn sẽ đạt thành tích tốt. Ali đang khóc hết nước mắt nếu Iruma mà điểm kém tụt hạng thì chắc chắn nó sẽ bị tan biến không còn thực thể nữa. Nhưng đâu chỉ Iruma mà các bạn khác trong lớp cũng chăm chỉ hết sức để có một kỳ nghỉ hè tận hưởng. Điều ngạc nhiên nhất là thanh niên sắp nó lý thuyết lại khá giỏi và cả Carrie với cậu bạn sư tử cũng không hề lo lắng. Art Modest thì dạy học cho Iruma và Clara mà con nhỏ này tấu hài là chính chứ học hành mẹ gì. Sau năm câu hỏi đặt ra ít nhất Clara vẫn đúng hai câu còn Iruma chả trả lời được một câu nào càng nản trí hơn. Bất ngờ cuốn sách tổng hợp câu hỏi môn sinh vật giả từng nhảy lên hỏi một vài câu. Như loài người có cánh hay không có cánh hoặc chó là động vật hay thực vật rồi còn thức ăn yêu thích của mèo là gì? Iruma đều trả lời đúng hết lụ ngay 100 điểm vậy là đã tìm ra môn năng khiếu của cậu. Các bạn đều rất ngưỡng mộ cậu mà họ đâu biết mấy câu này ở nhân giới trẻ con cũng trả lời được. Nhưng vì lần đầu được điểm cao đã khiến Iruma rơi vào trạng thái ngất ngây tự tin hết sức. Đến với lớp lịch sử ma giới được dạy bởi vị giáo viên rất hay đùa và thân thiện. Nhưng xui rủi thế nào đợt này đang ở chu kỳ ác nên thầy ấy xin nghỉ bù lại giáo viên dạy thay là thầy Ba Lam. Iruma chợt nhớ cái tên đó chính là người tạo ra quyền câu hỏi tổng hợp sinh vật giả tưởng. Đám học sinh đều sợ hãi và Asmodeus cũng từng nghe danh thầy ấy nên thôi bỏ đi đợi dịp khác. Nhưng đừng quên Irma đang trong trạng thái ngất ngây cậu nhất định muốn học tiết học này. Vừa mới vào lớp cả ba người cùng một số học sinh khác đã bị dê leo cuốn treo ngược lên tường và bắt đầu đến với bài giảng. Tập 10 Trong bài giảng đứa nào cũng bị trói sợ hãi chỉ riêng nhỏ Clara là vẫn còn quậy phá được. Vì là giáo viên phụ trách môn sinh vật giả tưởng nên thầy Ba Lam có thói quen động chạm. Cứ thấy sinh vật nào là thầy lại sờ mó ngay chẳng chịu dạy dỗ gì nghe nói ông ta thấy hứng thú với học sinh nào là mỗi đêm sẽ chuyên tâm lôi kẻ đó ra thực nghiệm bài giảng hôm nay là về con người giả sử có con người xuất hiện trước mặt các em sẽ làm gì đương nhiên đứa nào cũng nghĩ tới việc ăn thịt vì nghe nói thịt chúng rất ngon còn về phía thầy ba lam đứa nào cũng nghĩ lỡ gặp con người chắc ổng sẽ đem ra làm thí nghiệm nhưng không phải vậy thầy chỉ muốn hỏi họ đã sinh tồn bằng cách nào vì hệ sinh thái ở ma giới rất khắc nghiệt nên trong quá trình tiến hóa ác ma sẽ sở hữu đuôi hoặc cánh là điều bắt buộc Ông thử sờ vào lưng Iruma nhưng hoàn toàn không thấy cái cánh nào hết. Ngay lập tức đem đi báo với các giáo viên khác thì họ yêu cầu lột áo Iruma ra. Cứ nghĩ phê này chết chắc nhưng ngạc nhiên thay trên lưng cậu vẫn có một đôi cánh. Hóa ra là Ali đã kịp thời chui từ chiếc nhẫn ra đóng giả đôi cánh cho cậu. Cũng may thầy cô chỉ nghĩ là do cánh của Iruma nhỏ quá nên thầy không sờ được thôi. Nhận ra ở cánh thầy Ba Lam rất nguy hiểm cậu tính chuồn đi. Nhưng đáng tiếc từ lúc chạm vào lưng Iruma thầy đã nghĩ em bị bệnh nặng hay gì đó. Kể từ đó đã coi cậu là một sinh vật đặc biệt không thể không xác nhận rồi. Thầy bắt đầu lột cái mặt nạ ra thôi xong phần này bị ăn thịt chắc rồi. Nhưng hóa ra không phải vậy ba Lam Senze chỉ muốn cho cậu xem răng nanh hung tợn của mình. Thầy bị như vậy do hồi trước gặp tai nạn, vốn rất thích các sinh vật mà chỉ vì hàm nanh này khiến mọi người đều bị dọa chạy. Thế nên Senze mới có cái thật hễ có dịp là sờ mó cho thỏa thích cũng như đeo cái mặt nạ cho mọi người đỡ sợ. Lý do cho cậu xem là vì để bị người khác thấy đôi cánh nhỏ xíu ấy chắc Iruma khó chịu lắm thì ra thầy chỉ muốn xin lỗi nên cho cậu xem mình cũng có thứ cần che giấu thôi ba lam sen xe dẫn cậu vào phòng chuẩn bị mua ma sử giờ thì iruma đã hiểu tuy trông đáng sợ nhưng thực chất thầy ấy vô cùng dịu dàng tách trà pha cho cậu cũng rất cẩn thận kèo nóng bỏng ngay lúc đó iruma tiết lộ luôn một sự thật mình chính là con người nhưng rồi giật mình hoảng hốt nhớ lại từ khi còn bé tí ba lam đã luôn đọc sách tranh thay vì chơi như đám bạn dần dần cậu bị mọi người coi là gớm viếc vì mấy sinh vật giả tưởng đó làm gì có thật còn lúc này đây thầy đang hoảng loạn vì câu nói vừa rồi của Iruma đến nỗi lăn ra ngất xỉu tại chỗ. Cậu giải thích đôi cánh của mình là giả và con người cũng không hề có đuôi. Ba Lam phải tránh xa 3 mét vì không thể nhịn nổi sự hồi hộp. Sau một thời gian dài bị xem như giả tưởng đột nhiên con người lại là có thật. Tuy cũng có hứng thú muốn ăn thịt nhưng thực sự Iruma là sinh vật quý giá cần được bảo tồn. Sensei muốn chạm vào cậu lắm nhưng không dám thì Iruma liền chạm luôn vào thầy. Ba la mắng cậu một sinh vật yếu ớt không được để lộ chuyện là con người, tại thấy thầy Huyền quá nên cậu mới lỡ mất cảnh giác chứ trước giờ vẫn luôn cẩn trọng. Kết cục là bị ông thuyết giáo suốt mấy tiếng tuyệt đối không được để lộ cho người khác biết, nhưng quả thật thầy ấy rất dịu dàng còn lo lắng thức ăn ở ma giới có ổn không và cậu che mùi bằng cách nào, hôm sau tới lớp đứa nào cũng trong trạng thái nản chí không học nổi nữa. Vậy là đã quyết định chia làm hai phe nhóm học rốt và nhóm học giỏi, chia phe xong thì lại giải tán thôi vì cậu bận rễ Iruma rồi mặc kệ bọn mày khá ngạc nhiên khi sắp nó học giỏi trong khi bạn nữ như Elizabeth lại học kém. Vào kỳ nghỉ hè ở ma giới có rất nhiều khu vui chơi giải trí như công viên Walter Park, bể bơi đẫm máu hay lễ hội tiếng hét. Ai mà ngờ yêu ma mắt sáng lấp lánh háo hức vì trước giờ dịp nghỉ hè toàn phải đi làm thêm, được cả lớp rủ đi chơi chung khiến cậu hạnh phúc lắm nhưng đừng quên không qua bài thi là cấm đi đâu luôn. Nhân tiện giáo viên dạy phụ đạo là thầy Calego thì kỳ nghỉ hè càng u ám hơn. Việc gian lận trong bài thi cũng hoàn toàn không được vì chắc chắn sẽ bị phát hiện chật nhận ra thầy Ba Lam đang ngó ở ngoài cửa khiến cả lớp hú hồn. Cứ nghĩ Kalego định đánh nhau với ông ta một trận nhưng không hai người đang chào nhau rất thân thiết, thì ra hai người là bạn cùng khối nay lại trở thành đồng nghiệp. Lý do đến đây vì lo Iruma sẽ bị lộ là con người, nhận thấy cậu đang gặp rắc rối với bài thi thầy có một cuốn sách là ba anh em ma thuật. Trong ba anh em một người có thể sử dụng ma thuật bằng cách niệm chú đó là ma thuật khẩu quyết, một người không cần niệm chú cũng dùng được ma thuật gọi là ma thuật bất niệm nhưng cần tu luyện nhiều mới dùng được người cuối cùng sở hữu ma thuật rất hiếm có là ma thuật dòng dõi mà càng luyện tập nó càng mạnh lên mỗi loại ma thuật đều khác nhau và đó chính là ma thuật cơ bản méo thể ngờ được cuốn sách dễ thương do chính tay thầy ba lam vẽ lại dễ hiểu hết sức sensei từng cho thử các học sinh khác xem mà chúng nó đều bỏ chạy vì tưởng là quyển sổ thí nghiệm nếu iruma cần thiết thì thầy nhất định sẽ vẽ hết những môn khác cho cậu học Vậy là cả lớp cùng chia sẻ bí quyết học với nhau như thứ cần thuộc lòng thì chế thành một bài mua hát, thứ trong ma sử thì nên chơi game để ghi nhớ vân vân. Trải qua quá trình chuyên tâm học hành cuối cùng bài thi thử của Iruma đã tiến bộ vượt bậc, nhưng không chỉ cậu mà cả lớp ai nấy cũng đều có quyết tâm mạnh mẽ nhờ vậy việc học trở nên thú vị hơn nhiều và rồi ngày mà kỳ thi tận cùng bắt đầu cũng đã đến. Tập 11 Thấm thoát lại đến ngày trả kết quả kỳ thi, nhìn mặt ông thầy thất vọng đứa nào cũng than thở không muốn học phụ đạo đâu. Nhưng hóa ra lão thất vọng vì không có ai thi rớt hết khiến cả bọn sướng như lên mây. Và đồng thời ai được trên điểm trung bình sẽ thăng hạng từ Aleph lên Bet. Cậu bạn sư tử thì từ hạng Aleph lên Gmail vì bài thi đứng đầu khối. Quả thật Iruma có sức mạnh thay đổi mọi người xung quanh đã khiến cái bọn lười học lại chịu cầm bút lên nỗ lực. Thầy giáo nhận xét kỳ thi lần này đứa tiến bộ nhiều nhất là Iruma nhưng tất nhiên chưa đủ để thăng hạng. Cậu vội vã chạy đi báo cáo kết quả với thầy Ba Lam thì hoảng hồn vì bộ tóc của thầy. Sensei cũng đã quyết định thay đổi bản thân. Để chúc mừng vì Iruma đã cố gắng, thầy có một món quà đó chính là hoa kỳ rông lửa. Đương nhiên Sensei đã rút mồi lửa của nó ra rồi nên không phải lo nó phun lửa. Quả nhiên nhờ có Iruma tác động mà thầy cắt bỏ mái tóc đáng sợ để các ác ma khác chịu đến gần mình. Lời nói không dối trá xuất phát từ trái tim cậu sẽ làm lai động kẻ khác. Thầy Kalego thấy mái tóc mới của ông bạn thân phải cố nhịn cười. Nhưng đừng quên Ba Lam cũng là hạng hết, tức người duy nhất ngang hàng với Calego mạnh chỉ sau hiệu trưởng trong trường. Năng lực dòng dõi của thầy là chuông giả dối có thể cảm nhận được sự dối trá. Toàn bộ học sinh trong trường này không đứa nào Ba Lam không quản lý được đó là lý do đừng có mơ ra lận trong bài thi. Lúc này sư đoàn nghiên cứu ma cụ đang tổ chức bữa tiệc ăn mừng sau thi. Senpai đã bị tóm cổ do sử dụng thuốc giúp thông minh nên phải vùi đầu học phụ đạo rồi. Ameri cũng rất mừng khi nhìn bảng điểm của Iruma tranh thủ làm một buổi xả hơi sau khi cô đã mua loại trà thảo mộc có tác dụng thư giãn nhưng lạ thay người tới đây lại không phải iruma mà là con bé clara thì ra cậu bị bắt phải ngồi tại phòng karaoke của sư đoàn game nên nhắn tin xin lỗi chị không đến được như lúc này clara muốn dẫn chị đỏ thẫm tham gia buổi họp hội con gái trà thảo mộc hội trưởng mang đến ngon tuyệt vời elizabeth luôn muốn có dịp được trò chuyện với chị nên cô hỏi rất nhiều nhất là về dùng dầu gội gì để có mái tóc xuân mượt nhưng chỉ riêng Clara là gội đầu bằng xà phòng dầu dưỡng sữa tắm nước rửa mặt cũng là xà phòng. Lần tới hội trưởng và Kerry sẽ đem đến cho nhỏ mấy loại dành cho con gái mà dùng thử. Về phía Yuma, cậu chỉ thuộc duy nhất bài hát của Kuromu nên biểu diễn ca múa thần thái hết sức. Cả lớp đều mặc định Yuma hâm mộ Kuromu rất cuồng nhiệt. Nói tới chủ đề chính của buổi họp mặt phái nữ là bàn chuyện tình yêu, Elizabeth hỏi mọi người có để ý tới quý ông nào không thì nhỏ Clara ngây thơ nói luôn Yuma làm hội trưởng sốc. Giờ thì cô mới chợt nhận ra con bé này cũng là con gái lại còn suốt ngày quen quẩn bên Iruma. Mà không hiểu sao nhắc tới Iruma chu kỳ ác là Kerori lại đỏ mặt vì lúc đó cậu ấy là chỗ dựa đáng tin cậy nhất. Có bà đây rồi còn dám ngoại tình hả cái thằng lăng nhăng. Elizabeth thì nghĩ hội trưởng chắc có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình yêu lắm nên rất tò mò. Cô kể tình yêu bắt đầu là việc va vào nhau ở góc sẽ hay có thể nói là chạm vào nhau. Nếu là đụng chạm thì sắp nóc hay cho Clara đụng vào lắm tức là cũng thích cậu ấy. Không chỉ vậy còn thấy Calego cục bông rồi cả các bạn trong lớp nghĩa là Clara yêu hết mọi người. Elizabeth phải giải thích rõ yêu ở đây nghĩa là muốn kết hôn cơ, tưởng tượng đến cảnh đám cưới trong đầu Clara đỏ bừng mặt ngượng ngùng và có lẽ người đó là Iruma. Elizabeth cũng khen nếu là Iruma chắc sẽ là một ông xã tốt lại khiến Ameri nghĩ đến ngôi nhà và những đứa con. Nhưng Calorie không đồng tình chuyện cưới xin lúc còn đi học là việc quá đổi bại thế là thành cuộc tranh cãi nảy lửa luôn. Elizabeth cho rằng đã gặp được người định mệnh thì kết hôn lúc nào chẳng được. Amery lại cho rằng chưa kết hôn nhưng thổ lộ rồi đính hôn luôn như trong chuyện cũng được. Thì ra do trà thảo mộc có tác dụng giúp thổ lộ những điều muốn nói giải tỏa căng thẳng, không ngờ Kerori cũng có thể nói nhiều như vậy. Bốn người trao đổi thông tin và sau này lại cùng nhau họp mặt tám chuyện nữa. Đúng lúc Eroma ngó vào liền bị sút ra ngay đây là cuộc họp của hội căng gái. Tập 12 Sắp tới kỳ nghỉ tận cùng, Kalego sẽ được giải phóng khỏi tụi danh con sức sược mà nghỉ ngơi một thời gian, nhưng nhìn về phía cửa sổ thầy có dự cảm chẳng lành thì ra là sự kiện ghé thăm nhà học sinh của giáo viên chủ nhiệm trước kỳ nghỉ do lão hiệu trưởng nghĩ ra, cô tóc trắng cũng muốn được anh Kalego ghé thăm nhà ghê. Không còn cách nào khác buộc phải làm cho nhanh người đầu tiên là Admodes, chắc chắn không thể để bà mẹ ra tiếp chuyện với thầy nên cậu đã nhờ ông quản gia giúp trao đổi. Kalego hỏi về những chuyện ở trường và với gia đình của em thì Admodes chỉ toàn kể về Iruma Iruma. Đúng lúc đó hai đứa em họ cu hết sức của cậu ngó và nói Nisama là một người siêu xuất sắc. Bọn nhỏ lúc nào cũng bám dính lấy nhưng gần đây anh chỉ toàn chơi với Ruma làm các em tủi thân mà khóc. Atmodet đành xin lỗi nhưng đối với cậu Yuma vẫn là số một. Từ nhỏ cậu chủ đã sáng ra sử dụng thành thạo ma thuật cấp cao còn rất xem trọng lễ nghi. Nhưng vì là thiên tài xuất chúng cậu luôn tỏa ra bầu không khí chẳng ai muốn đến gần. Kể từ lúc được gặp Ruma, Atmodet đã thay đổi hoàn toàn mỗi ngày đối với cậu đều là một ngày vui. Tiếp theo là gia đình Clara mà mới tới đã được chào đón nồng nhiệt làm thầy muốn đi về luôn. Calego chưa hiểu tại sao cái nhà này mua hát nhiều thế nhỉ, bọn trẻ còn lôi cặp của thầy ra nghịch rồi trèo lên người cạp cạp nữa. Ngay khi đó con người nghiêm túc nhất nhà đã ra mặt chính là một em trai khác của Clara. Cậu ta xin lỗi chỉ vì chị gái mình mà một người rất trúng như thầy phải lặn lội đường xá tới đây. Urala sẽ trông nom mấy đứa nhỏ cẩn thận và thay mặt gia đình trao đổi với thầy. Méo thể tin được cu cậu này là con ruột của người mẹ. Thật ra thì thỉnh thoảng trong phả hệ nhà cô sẽ có một đứa như này. Calego đã nói ra hết những điểm tốt và điểm xấu của Clara nhưng kết cục mất tới 2 tiếng đồng hồ vì cái nhà này rất nhây. Thế rồi mất cả ngày trời tới nhà của từng học sinh trong lớp cá biệt cho đến tối mịt chính là cái nhà có vấn đề nhất nhà của Iruma. Vừa thấy mặt anh Opera ông thầy đã hốt hoảng như gặp ma, thì ra ngày xưa Opera là đàn anh của Calego chuyên gia bắt nạt thầy. Sullivan liền kể cho Iruma nghe về sự tích Calego hồi còn đi học mới là học sinh năm nhất nhưng cậu ta đã tiến 13 người nhập viện có thể nói là người bảo vệ ngầm của trường nhưng toàn bộ đều là do chúng nó gây sự trước mà Calego không hiểu lý do tại sao cả không lẽ họ nhận nhầm cậu với một ai đó cũng có tóc xoăn đen và hai sừng tức là có kẻ nào đã gây thù chuốc oán rồi Calego thành người lãnh đạn nhưng trong một lần đi dạo cùng Ba Lam hai người đã bắt gặp chính cái tên có diện mạo giống hệt Calego và tên học sinh bất hảo đó không ai khác chính là anh Opera, kể từ lần đó anh ta toàn bắt Calego đi mua bánh mì rồi còn xách cặp cho mình. Lúc này ký ức ùa về lại muốn bắt nạt nữa ghê, bắt đầu vào cuộc cho đổi Calego tức tối vì lão già bày ra trò này chỉ muốn nghe nhận xét về cháu mình chứ gì nữa. Vẫn là liệt kê hết những điểm mạnh điểm yếu của Iruma ra một cuốn sổ rồi đọc. Cậu nhận ra thứ này viết chi chít mọi thứ về mình và có lẽ học sinh nào thầy cũng làm như vậy hết. Vậy nên khi xong việc Iruma cúi đầu cảm ơn thầy rất chân thành. Nhưng ngay sau đó, Kalego bị bắt ở lại qua đêm và biến thành sử ma mu vui cho Opera. Để trả thù cho một ngày đi thăm vất vả, hôm sau ông thầy ra bài tập tận cùng cho cả lớp với số lượng lớn và rồi kỳ nghỉ tận cùng cũng đã tới hay còn gọi là kỳ nghỉ hè ở nhân giới. Mới ngày đầu, cả lớp đã qua nhà gọi Iruma đến công viên giải trí Walter Park chơi. Tập 13 Dựa trên một giai thoại về ma vương ngày trước do quá bận rộn không thể giải tỏa stress trong chu kỳ ác, ông ta đã tới giới hạn nổi cơn thịnh nộ suốt 30 ngày vậy nên kỳ nghỉ tận cùng được sinh ra để các ác ma xả stress. Lúc này lớp cá biệt đã tập trung tại Walter Park người đứng đợi trước cổng đông nghịt. Thanh niên cú mèo tranh thủ ngắm các bạn nữ trong bộ trang phục đi chơi không chớp mắt, cứ nghĩ sẽ được thoải mái xóa như không ông Sullivan đã yêu cầu ba người kia tới trông nom bọn nhỏ, dù sao đây cũng là lần đầu Iruma được đi chơi xa. Mà chỉ thiếu mỗi thanh niên đầu sư tử đang đi dự hội thảo với giáo viên là đủ cả lớp rồi, nhưng ngoài ra Iruma có rủ cả chị Amery đi cùng. Cô đang quạo hết sức vì tưởng chỉ có hai đứa đi riêng làm mất bao thời gian chọn đồ rồi cả đêm còn không ngủ được. Nhưng sau tất cả nhận được nụ cười rạng rỡ chào đón của cậu cũng ấm lòng, đã đến giờ mở cửa công viên mây đen chật kéo đi hết bên trong là một không gian ngập tràn các trò chơi. Hơn thế cả hôm nay và ngày mai đều có buổi trình diễn của Akudo Kuromu. Kalego mắng tất cả trật tự nhưng chả đứa nào quan tâm chúng nó mỗi đứa muốn đi chơi một chỗ thời bắt chỉ được chia làm 3 nhóm có sự quản lý bởi ba người lớn bọn nhỏ muốn ba nhóm thi đấu với nhau xem nhóm nào hôm nay chơi vui nhất vậy thì Kalego muốn nhóm nào về bé sẽ phải chịu hình phạt làm gấp đôi số bài tập tận cùng sau màn bốc tham thì Yuma Atmore sắp và cậu bạn buồn ngủ thuộc nhóm của thầy Ba Lam. Nhóm của Kalego chưa gì đã thấy thu cuộc rồi còn nhóm Opera thì là hội con gái. Bắt đầu chia ra đi chơi riêng chưa gì Clara đã đòi bay sang nhóm của Iruma. Amery cũng thất vọng khi không được chung nhóm cậu ấy lắm chứ. Bộ đồ chị mặc hôm nay do đã gọi điện xin ý kiến Elizabeth và nó được khen rất đẹp. Nhóm của Kalego sau một hồi bàn bạc chỉ còn cách duy nhất là lôi thầy đi chơi chung chúng nó đã chuẩn bị sẵn toàn đồ dễ thương. Nhóm của Ba Lam thì Admodet và sắp lại cãi nhau nữa trong khi Iruma nhìn cái gì cũng sáng cả mắt lên muốn chơi. Chợt thấy có đám đông tưởng gì hay ho ngó vào thử hóa ra thanh niên Romi đang đi diễu hành vì công viên giải trí này do chính bố anh xây dựng nên. Đang vui thì bị nhân viên gọi đi thị sát đã vậy còn là tên đàn ông chạm vào người thanh niên hóa đá luôn. Nghe nói Romy muốn mở công viên giải trí trong trường nên ông chủ đã sai anh nhân viên đưa cậu ấy đi thị sát, nhưng Romy cứ sơ hở cái là chạy đến chỗ thu hút chơi. Biết bọn nhỏ đang có cuộc thi đấu vui chơi thì một người thông thạo đường như Romy sẽ dẫn lối. Anh giới thiệu khu vực át chủ bài của mình mà ngay cả khách VIP cũng chỉ có thể vào qua rút thăm. Nghe vậy anh nhân viên không đồng ý cho xuống cái nơi nguy hiểm đó. Công viên này pha trộn rất nhiều địa điểm thu hút khách tham quan, được vận hành bởi một lượng ma thuật khổng lồ sống dưới tầng hầm. Đó chính là ma lực của những ác ma phạm tội đang cải tạo trong nhà tù nằm dưới tầng hầm Winter Park. Thầy Ba Lam và Admodet đều không đồng ý tới nơi đó thì Iruma cũng nghĩ vậy. Trong khi đó bên dưới nhà tù có một thanh niên rất quen thuộc không ai khác chính là kirio Nhà tù này là một pháo đài khổng lồ dưới lòng đất giam cầm tầm 1.600 ác ma. Tù nhân sẽ phải cung cấp sức lao động và ma lực để thúc đẩy Walter Park vận hành ở bên dưới phải nghe những tiếng gieo hò vui đùa của công viên thì ngứa ngáy hết sức nhưng sự tức giận đó lại được chuyển thể thành nguồn ma lực để truyền lên trên mới cay kirio có vẻ là gã lập dị khi anh ta tự nguyện tới đây với thời hạn tù là 2 năm tuy nhiên lúc nào cũng rơi vào trạng thái thiếu ma lực phải và y tế đã thấy ông anh đứng cạnh cũng bị lôi đi cùng nhưng thật ra nơi mà hắn dẫn hai người vào lại là phòng gây sự đây là căn phòng chuyên giam giữ ác ma trong chu kỳ ác làm thanh niên lính mới sợ sẽ trở thành bao cát cho chúng như lạ thay tất cả bọn chúng lại đang chăm sóc Kirio hết mực khi thấy cậu thổ huyết nữa. Họ giải thích với tên lính mới cai ngục sẽ không bao giờ và nên đây là nơi họp kín đáo nhất. Nghe tới kế hoạch vượt ngục làm anh ta sốc nặng vì tầng trên có gã phó cai ngục hết sức đáng sợ. Nhưng sẽ có một tập thể người tiếp tay cho chúng ta từ bên ngoài mang tên lục chỉ chúng. Đó là băng trở về nguyên tổ khét tiếng với nhiều phi vụ rất nổi. Mục tiêu kế tiếp của họ là phá hủy Winter Park này thành một đống hổ lốn với người trung gian là Kirio. Còn về ngày tiến hành kế hoạch thì là chính trong hôm nay, đây sẽ là thời khắc biến những tiếng cười trở thành tiếng thét gào tuyệt vọng. Tập 14 Nhóm con gái đang đi mua quần áo, Amery thử một bộ trông rất dễ thương, cơ mà mấy bộ kiểu này không hợp cho chị đi đấm đá. Clara thì muốn cosplay tiên cá nhìn vừa không hợp lại còn kéo lê cái váy của cửa hàng người ta. Chị nhân viên chỉ cần vỗ tay một cái một ông già tí hon xuất hiện, lấy số đo và chọn cho Clara bộ trang phục phù hợp nhất về chất liệu màu sắc chiều dài. Hai người này là nhân viên Walter Park đồng hành cùng quý khách mọi lúc mọi nơi. Sau đó cả bọn cùng tạo dáng chụp ảnh rồi gửi cho đám con trai xem, làm bọn nó cực kỳ ghen tị vì bên mình có lão thầy u ám chán chả buồn nói. Đang ngồi rũ rượi cả lũ với nhau thì bất ngờ có hai tên tới hỏi có mang theo tiền không, bốn đứa rén cực mạnh tưởng là bọn chấn lột thì tin chắc thầy Kalego sẽ bảo vệ mình. Nhưng lão lấy cớ hai tay đang kẹt cầm đồ rồi không giúp được người gì đâu mà ác ghê, mà thật ra hai người kia không phải chấn lột chỉ là cạnh đó có trò bắn súng trúng thưởng nên muốn thách đấu ai lấy được nhiều phần thưởng nhất sẽ thắng và đoạt được cả phần thưởng của đối phương nữa. Bốn đứa không ngần ngại chơi luôn rát sử dụng năng lực tìm ra con đường tốt nhất rồi nhắc bạn bắn cho chúng. Nhưng thanh niên kia chơi bẩn thậm chí còn nhảy hẳn vào chắn đạn. Tiếp theo là tới lượt họ trong khi bên mình đang mải đùn đầy nhau trách nhiệm thì hắn đã bắn trung phóc. Nhưng cuối cùng hai bên cũng có với nhau một buổi ăn chơi thật sự vui vẻ. Thì ra họ đều là nhân viên Walter Park sẽ gợi ý cho bốn đứa đi nô đùa. Sắc nghĩ nên tới những chỗ nào ít người biết đến ví dụ như con đường u ám này. Kalego yêu cầu dừng lại ngay nơi này vốn được xây nên để giúp các ác ma giải tỏa stress trong chu kỳ ác. Vì thế vẫn còn vài con hẻm bạo lực đẫm máu tồn tại là nơi giao dịch những món ma cụ phạm pháp, không muốn bị vặt cánh thì tốt nhất cấm lại gần. Ra vẻ đáng sợ là thế nhưng trên đầu thầy cắm bông hoa nhài làm bọn nhỏ phân tâm, Iruma thì được anh Romy dẫn đi chơi hết trò này đến trò khác mãi mà không thấy mệt. Lần đầu được nô đùa tại công viên giải trí không thể tin nó lại vui đến thế Iruma cười tít mắt nhưng chớp mắt cái cậu đã bị lạc nhóm vào nhầm đúng con đường âm u mà khi nãy xác định đến. Thấy có trẻ lạc đang khóc một người trong con hẻm rũ rỗ Iruma vào đây làm cậu sợ cái vẻ nguy hiểm ấy, rất may đã được một chị gái tóc trắng xuất hiện giải cứu. Sau khi dẫn Iruma ra đường chính còn không quân dặn cậu tuyệt đối không được vào con đường đó, Iruma cảm ơn và hai người chia tay nhau. Nhưng chỉ được mấy giây chị ta lại đuổi theo mời Iruma ăn kem vì lỡ mua nhầm hơi nhiều, rồi còn đem cậu vào chơi cưỡi thú. Cô cũng rất muốn chơi mà hễ định chạm vào động vật thì chúng chạy hết, Iruma giải thích nếu chạm từ phía trên chúng sẽ hoảng sợ nên cần đưa tay chạm từ dưới, đó là lời khuyên cậu học từ thầy Ba Lam và quả thật đã thành công. Đây còn là lần đầu cô gái được chụp ảnh với muôn thú, mồm thì nói sẽ dẫn cậu tới trung tâm trẻ lạc nhưng tay lại dắt Iruma về phía vòng đu quay. Iruma rất biết ơn vì lúc bị lạc cậu vô cùng hoảng loạn và buồn bã nhưng lại được chị đối xử tử tế. Cô gái liền xoa đầu khen ngoan lắm làm thánh của chúng ta đỏ bừng mặt luôn rồi cuối cùng cũng đoàn tụ được với nhóm Admodes nhưng chị ấy đã biến mất không một dấu vết, thì ra cô gái đó cũng là một nhân viên Walter Park. Còn lúc này Iruma đang đóng vai quái vật chơi trò trừng phạt ở khu vui chơi của lũ trẻ con, chúng nó cứ kêu lên ta là lục chỉ chúng làm cậu tò mò. Admodes giải thích đó là tên của nhóm tội phạm nổi tiếng tà ác nhất ma giới được thành lập từ những kẻ trở về nguyên tổ. Cậu bạn lúc nào cũng buồn ngủ than thở ngày hôm nay đúng là xui xẻo. Romy chê cái mặt nạ trông ngáo quá rồi tháo nó ra thì hoàng hồn vì nhan sắc ấy. Lần đầu tiên mọi người được nhìn thấy gương mặt thật của Agaret, đôi mắt trong trẻo lông mi dài mái tóc xoăn bồng bềnh. Romy lập tức trùng lại không cho phép tên nào dám hào quang trói lọi hơn mình. Đã chơi được một thời gian dài nên cậu nhân viên tạm biệt thầy Ba Lam xin về tổng bộ để báo cáo. Một nhân viên đàn anh nói trưởng cai ngục đang đi công tác rồi và chúc cậu cố gắng. Còn lúc này cậu ta đang lén lút trao đổi với cô gái tóc trắng ban nãy về chiến dịch sắp tới. Hai người đứng từ vị trí nhìn tổng quát bắt đầu liên lạc với các thành viên còn lại. Kể từ lúc này họ không còn là nhân viên Walter Park nữa mà là lục chỉ chúng chuẩn bị săn bằng công viên này. Hai kẻ ở cửa hàng quần áo và hai thanh niên rủ chơi bắn súng khi nãy cũng là thành viên lục chỉ chúng. Tất cả năm người nghe theo lệnh của kẻ cầm đầu là Ue Toto, lợi dụng lúc hỗn loạn phát sinh sẽ nhắm vào ngục tù dưới tầng hầm và giải phóng mục tiêu. Lục chỉ chúng là sau ngón tay tạo ra hỗn loạn, bọn chúng lần lượt thả trên cao xuống ba viên đá gì đó phá tung mặt đất và tạo ra ba con ma thú khổng lồ. Tập 15 Quay ngược thời gian vài phút trước trong lúc cả nhóm đang lựa chọn trang phục, Agaret nằm dưới sàn nhà cảm thấy có gì đó ấm ấm rất lạ thường. Mặt đất của Winter Park này đang có ba chỗ tập trung ma lực kỳ lạ, cảm giác như ba quả trứng được chim bố chim mẹ ấp cho sắp nở. Năng lực dòng dõi của cậu là giường ngủ cho phép tác động lên trạng thái của mọi loại đất và đó chính là ba con ma thú của lục chỉ chúng. Ngay khi vụ nổ xảy ra, Agares đã tạo bức tường bao bọc tránh bị sát thương. Khung cảnh công viên giải trí lúc này thật sự hỗn loạn, các nhân viên đang cố hết sức dẫn đường thoát thân cho hành khách. Tổng cộng có 3 con ma thú một là xích long, hai là hoàng thử và ba là thanh Ngưu được phân bố đều trong công viên. Cả bọn bò chạy tán loạn hết riêng thầy Calego vẫn chưa thấy vui, tâm niệm của giáo viên là phải ưu tiên tối đa việc thúc đẩy sự tiến bộ cho học sinh. Không nên bỏ lỡ cơ hội này làm một cuộc huấn luyện hoạt động nhóm. Cơ mà mới vừa kết thúc năm nhất cả bọn đã được học tới ma thuật hệ công kích quái đầu. Sắc xít bị một tảng đá khổng lồ rơi trúng người thì Camui đã kịp đẩy cậu né được. Năng lực giang dõi của Camui là bạn tốt cho phép dịch hiểu ngôn ngữ của mọi loài động vật và giao tiếp với chúng. Năng lực giang dõi của Goemon là trồn lưỡi liềm tích tụ gió thành những lưỡi dao và có thể tùy ý biến đổi thành các lưỡi dao vô hình trong cả bọn thì đó là năng lực duy nhất thiên về tấn công bốn người cùng lần lượt điểm lại năng lực của nhau và giác đã nghĩ ra phương án đối phó đầu tiên sắc sẽ đánh cắp thị giác chọn bừa một con mắt của nó tiếp theo camu thu hút sự chú ý bằng khả năng giao tiếp với mọi loài nhân cơ hội con ma thú để lộ một điểm mù rất bắn lửa bằng câu thần chú kết hợp với nhát chém gió của goemon đã thành công bắn trúng cơ mà chỉ tổ khiến nó càng nổi điên thêm trong khi ông thầy giáo vẫn nhở như ngồi đọc sách mặc kệ chúng mày tự giải quyết có lẽ đã đến thời khắc cần tự biết bảo vệ mình không được dựa dẫm vào người lớn nữa, nhưng mà là trong mơ chứ cả bốn thằng sợ xanh mặt rồi đây. Về phía nhà tù tên cầm đầu lục chỉ chúng đã hạ gục hết toàn bộ lính canh giải cứu tù nhân. Sở ma quan vẫn chưa gửi đội quân chống ma thú tới kịp, tầng 2 đã bị những kẻ đột nhập áp chế và giải phóng lũ tù nhân ác ma tràn lan ra ngoài. Trong khi tên nào tên nấy hồ hởi chỉ riêng anh bạn tù nhân mới cảm thấy rất lo sợ vì tầng trên có gã chi ton. Nhà tù này càng lên tầng trên càng được những cai ngục hùng mạnh bảo vệ. Trong số đó kẻ mà các tù nhân đặc biệt sợ hãi là phó cai ngục Chi Hắn có khả năng bẻ gãy cổ một con rồng thì lục chỉ chúng đâu có nhằm nhò gì với hắn. Nhưng có vẻ lo lắng là vô ích khi phó cai ngục Chi đang bị lục chỉ chúng hành như con. Năng lực dòng dõi của anh là cái bắt tay có thể bóp nát vụn vạn vật, thế nhưng lại hoàn toàn không thể bóp được một lão già tí hon và đang kêu gào trong đau đớn quay trở lại với phía con thanh nghiêu nó vẫn đang lùa đám của rát chạy bán sống bán chết trong cả bọn rát là người hạng cao nhất nên chúng nó cứ thế đùn đầy cậu ra làm mùi như đầu tiên nhớ lại cứ mỗi lần bị anh trai tiếp cận là ông ta lại chung chiền đồ của cậu rồi con suốt ngày dẫn gái về nhà quậy tung phòng của rát nhưng cậu chẳng thể làm gì được nếu mà có em trai hoặc em gái nhất định rát sẽ dịu dàng với tụi nó thay vì nát rượu mê gái đê tiện như ông anh kia cho nên đối diện với những ánh mắt đáng thương đang dựa dẫm vào mình và lời cầu cứu anh hai rác không tài nào đỡ nổi quyết định trở thành một người anh tốt sẽ bảo vệ ba đứa em trong khi mấy thánh kia chỉ đang nghĩ trong đầu không muốn phải chết đầu tiên nên đồn đẩy nghĩ một hồi vẫn chưa ra được cách nào thì thầy Calego gợi ý thứ đeo trên cổ kia để trưng à trong khi các hành khách đang được dẫn tới nơi an toàn yuma nhìn xung quanh và tiếc nuối về mọi thứ trước mắt trong lòng cứ có một cảm giác bồn trốn không yên bất ngờ một cậu bé khóc lóc cầu xin mọi người hãy cứu các bạn chơi cùng mình còn bị mắc kẹt nhưng chẳng một ai muốn tự làm mình bị thương cả nên ngó lơ hết. Đối với ác ma dục vọng bản thân là trên hết sẽ không để tâm tới những kẻ không dính dáng tới mình. Iruma chạy ra báo với anh nhân viên đang dẫn đường thoát nạn, nhưng đáng tiếc có gia cứu cũng không đủ ai hỗ trợ nên anh gạt qua một bên. Iruma gục ngã nhìn lại tấm ảnh chụp cả lớp vào sáng sớm nay, cậu đã hiểu cảm giác lo lắng bồn chồn trào dâng trong lòng mình. Iruma đã luôn thấy tức giận tới quận thắt. Tập 16 ngay lập tức chạy về phía đứa trẻ bế nó né khỏi các tảng đá khổng lồ rơi xuống. Đừng quên Iruma có năng lực né tránh nguy hiểm mà không xây sát chút nào. Cậu bật khóc vì một chuyến đi chơi tràn ngập niềm vui như hôm nay mọi thứ lại bị phá hủy một cách vô lý. Đưa cậu nhóc ra chỗ thầy giáo, Iruma tiếp tục quay lại cứu bọn trẻ còn sót. Agaret liền dẹp đất đá sang một bên dọn đường cho cả bọn nguyện đi theo trợ giúp Iruma. Chỉ riêng thanh niên Romy không muốn mà bị lôi theo về phía hội con gái anh opera tay không chiến đấu với con ma thú để mấy đứa nhỏ có thời gian chạy thoát. Đòn tấn công liên hoàn của con chuột báo không thể đọ lại tốc độ opera, chỉ với một cước vào mồm đã làm nó lăn quay nhưng lượng sát thương là chưa đủ. Trong một phút lơ là mấy cái đuôi của con chuột đã vòng được ra sau, ngay khi đó Amery Phi đến suốt trợ giúp anh một tay. Thân là hội trưởng hội học sinh cô đã dẫn các em đi tị nạn rồi quay lại cùng chiến đấu với anh nhưng chợt thấy có gì đó sai sai lại là con bé Clara quậy phá đang đu cái đuôi con chuột như đúng rồi. Trở lại với con bò núi ca mui đã sử dụng năng lực gọi một đàn quái điểu ở khu vườn gần đó bay tới làm mồi nhử. Ba người còn lại thì bay thẳng tới sát tai nó để lít cướp đoạt thính giác của con quái. Thế nhưng vì cái tai con quái rất thính nên tiếng giống to lớn của nó làm cậu nhức đầu inh ỏi. Nó vẫn tiếp tục tấn công Goemon cố hết sức chặn đòn đánh bằng cây kiếm gió, tiếp cận thật gần để lợi dụng sơ hở cho rát đu lên tai con bò núi. Nhớ lại anh trai từng đưa cho cậu cái còi phá lỗ nhĩ sẽ phát âm thanh cực mạnh ra xung quanh. Càng rót nhiều ma lực càng tạo ra âm thanh vắng tai khó chịu như muốn xé toạc đầu. Sau một khoảng thời gian mọi thứ lặng thinh vì bị cướp thính giác. Ngay khi Lít trả lại thính giác cho nó, Zat đã dùng ma lực cực đại tạo ra âm lượng hết cỡ. Âm thanh thông thẳng từ tai bên này sang tai bên kia khiến con ma thú gục tại chỗ hết cửa quậy luôn. Được ba đứa nó khen chiến thuật đỉnh cao làm Zat rất ngại bốn đứa ăn mừng chiến thắng. Nhưng có lẽ là hơi sớm vì con bò đã gượng dậy ngay tức thì tung một cú đấm. Thầy Calego chặn đứng hoàn toàn và chấm cho bốn 40 điểm. Goemon 35 điểm với hai bạn còn lại đều 30 điểm. Còn ông thầy chỉ với một trưởng duy nhất đập vỡ mồm con ma thú. Sau đó chụp một tấm ảnh cực ngầu cùng bọn nhỏ. Tại khu vực tị nạn đang khá hỗn loạn không ai muốn đợi đến thứ tự chỉ mong chạy thoát thân nhanh nhất. Nghe được những lời phàn nàn đó, Kerry quyết tâm chạy ra chỗ này một chút để lại bọn trẻ đang khóc cho Elizabeth trông một cơn rung động lớn xảy ra do con ma thú ai nấy đều ồ ạt bỏ chạy về hướng cửa rất hỗn loạn ngay thời điểm tuyệt vọng nhất akudo Kurumu đã xuất hiện cầm mic đứng trên sân khấu cô chấn an mọi người trong đầu người nào người nấy lúc này chỉ hiện lên một suy nghĩ duy nhất là dễ thương vãi trở vậy là sự đáng yêu của kuromu đã chiến thắng sự đáng sợ của ma thú sau đó là một màn ca múa giúp mọi người phấn chấn hẳn lên về phía con chuột đang tấn công ameri biến hóa một phát trận được đòn đánh Cơ thể nó vô cùng đàn hồi nhưng chán lại được giáp cứng bảo vệ nên có thể đó là điểm yếu. Không hổ danh là hạng 6 hội trưởng hội học sinh có thể dùng ma thuật bất niệm chỉ trong một thoáng, tốc độ né đòn của cô cũng siêu đỉnh. Đã đến lúc phản công cả mái tóc Amery nhuốm một màu trắng, con chuột báo lao thẳng tới người thì cô chỉ cần nói ngươi không thể nghiền nát ta và ta là kẻ mạnh đã ném được nó bay đi xa tết. Bởi năng lực rong dõi của Amery là huyễn tưởng vương, sẽ đẩy sức mạnh vốn có của bản thân đến cực hạn nhờ vào lòng tin mình là kẻ mạnh. Đây là ma thuật khích lệ mạnh nhất đem đến một niềm tin vô cùng mãnh liệt, nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi nếu Amery mà nao núng trước kẻ thù chắc chắn cô sẽ thua. Với một tinh thần thép cú đấm của Amery đã đánh gục con ma thú, nhưng nó vẫn chưa đối sức liền phun ra cả đống khói độc từ đuôi. Cô chỉ cần hét lớn không vấn đề gì hết là hoàn toàn kháng được chất độc ấy luôn. Tiếng hát tại buổi diễn của Kuzomu nãy giờ vẫn đang vang vẳng trong đầu Amery. Nó đã tiếp thêm cho cô niềm nhiệt huyết và khích lệ tinh thần lên gấp đôi, Nhờ vậy, Amery đã tung ra một cú sút chí mạng từ phía trên phá hủy viên đá trên đầu con ma thú và giành chiến thắng. Nhưng sau khi ép cơ thể chiến đấu quá mức tác dụng phụ của năng lực này sẽ làm toàn thân Amery run rẩy đau đớn. Màn tỏa sáng vừa rồi đã lấy lòng Opera Anh muốn sau khi tốt nghiệp cô hãy về làm trợ lý của ngài hiệu trưởng. Đáng tiếc Amery đã quyết định sẽ giúp đỡ công việc của bố rồi, nhưng khi nghe tới câu làm việc tại nhà của hiệu trưởng đồng nghĩa sẽ được sống chung nhà với Iruma. Amery đã nghĩ tới viễn cảnh anh muốn ăn cơm trước đi tắm trước hay là ăn em trước. Hình ảnh đám cưới hai đứa hiện lên trong đầu cô quyết định đồng ý về làm trợ lý cho hiệu trưởng. Về phía con xích long đám trẻ vẫn đang bị mắc kè dưới mấy tảng đá sợ hãi mà khắp. Cuối cùng, Agaret đã dẹp được hết đống đá bên trên tìm ra lũ nhỏ và Iruma chìa tay ra đón. Tập 17 Bọn trẻ được chở trên đám mây của Agares chạy tới chỗ lánh nạn trong khi sắp và Admodes làm mồi như con quái. Thầy Ba Lam đã giận tuyệt đối không tấn công lại nó nhưng hai thằng đâu có nghe đã bắn trưởng tùng lung rồi, xong còn tranh cãi nhau đứa nào ra đòn gây nhiều sát thương hơn. Con rồng khốn nạn dám làm ngài Iruma cáu nên Admodes sẽ làm gọi nó mà suýt thì bắn chúng sắp luôn. Sắp liền gọi ra hàng loạt cây thương nhắm thẳng vào con rồng đồng thời cũng bắn về phía Admodes. Cậu triệu hồi ra sử ma go phun lửa thiêu rụi nhưng lập tức bị nước từ sử ma của Sapnok dập tắt luôn, dù chỉ là năm nhất mà hai người đang thật sự áp đảo được con xích long. Cô mà trong lúc còn mải cãi nhau con rồng đã phun ra một luồng ma lực khủng khiếp về phía Iruma. Thầy Ba Lam phòng ngự chặn được nó để lại một vết thương nặng ở cánh tay, bất chợt thấy Iruma nhìn về phía mình gào thét gì đó và đó là câu chạy đi. Admodes quay mặt lại thì đã quá trễ con rồng dí thẳng người cậu mà phun tia ma lực cực mạnh. Vào khoảnh khắc ấy Iruma dường như tuyệt vọng hình ảnh Admodes tan biến trong tâm trí. Nhưng không ngó lên chợt thấy Sáp Nóc đã tạo ra một tấm khiên rồi lấy thân mình đỡ đòn hộ cậu ta, đôi cánh trái rụi và cả người thương tích nặng chỉ vì muốn làm vậy cho nó ngầu. Hai người bỏ chạy nấp ra một phía Atmodet vẫn còn muốn chiến tiếp nhưng Sáp Nóc từ bỏ dừng lại ở đây. Cậu đã học được một điều về sẵn lòng đối diện với cái chết và sự non kém của bản thân. Sáp Nóc đã thay đổi cách suy nghĩ và hành động của mình để có thể trở thành ma vương. Nhưng còn Asmodeus tuy có thực lực mà lúc nào cũng chỉ để tâm tới Iruma, không lẽ tham vọng của cậu chỉ là muốn chiến thắng ở đây. Sắp nóc phải nhắc lại đối diện với bất kỳ kẻ địch nào cũng không nao núng và trở thành cánh tay mạnh nhất của Iruma mới là tham vọng của Asmodeus. Cậu đã hiểu chuyện liền tạo một bức khiên lửa bằng số ma lực còn sót lại. Riêng lần này thừa nhận sắp nóc nói đúng phương án tốt nhất hai đứa nên bỏ chạy. Asmodeus cũng không quên cảm ơn ban nãy cậu đã đỡ đòn hộ mình. Sắp nóc cảm thấy hai đứa mình lúc này là ngầu nhất. Con rồng lại một lần nữa phun ra tia sáng thì ngay khi đó thầy Ba Lam đến chặn đòn và phần còn lại cứ giao cho ông. Vừa mới gặp nhau thôi mà Iruma đã ôm trầm lấy át mò đét khóc nấc lên làm cậu cũng xúc động. Hai thằng cứ hết lời xin lỗi nhau thì sắp nóc vác cả hai lên vai. Thầy Ba Lam đã triệu hồi ra mộc thụ long chỉ cần rót vào một chút ma lực nó sẽ lớn nhanh cấp kỳ. Là giáo viên mô sinh vật nên ông nắm rõ mọi điểm yếu của đối phương mà trói nó lại. Con xích long lần này phun ra một quả cầu lửa để khắc chế hệ mộc. Nhưng Ba Lam trả hề hấn gì vì con mộc long này là do ma lực của thầy tạo thành, Sensei đã hợp nhất làm một với nó tung ra cú đấm vỡ mồm con ác thú và kết thúc trận chiến bằng một phát cắn mạnh vào cổ, sau đó thì con rồng của thầy biến thành một sinh vật tí hon, đét và nóc rất ngưỡng mộ muốn lần sau được thầy dạy ma thuật cho. Bất ngờ cái xác của hai con ma thú kia biến thành hai luồng sáng nhập vào con xích long này và đây là hình dạng hợp thể của chúng với sức mạnh kinh hoàng. Nó tung ra một đòn thi cả Ameri và Opera đến hợp sức với thầy mới trận nổi cảm giác có hai anh em mình là chưa đủ opera còn lấy ấn triệu hồi muốn gọi thêm một người nữa. Về phía thầy Calego đang ngồi thư giãn một mình mặc kệ đám học sinh thì bùng một cái bị gọi đến chỗ Iruma, chưa kịp làm gì đã bị ông opera vuốt ve sờ mó người rồi. Ba Lam cũng không ngoại lệ cục bông xù mềm mại ghê, đây là một cơ hội hiếm có cho bọn nhỏ chứng kiến cận cảnh ba ác ma cấp cao chiến đấu với nhau. Opera sử dụng cú đá ba lam phun cây còn Calego triệu hồi chó địa ngục chỉ với một đòn tổng tấn công duy nhất đã hạ gục con ma thú hợp thể, Lục chỉ chúng đã nghe tin đám ma thú bị tiêu diệt hết rồi liền sử dụng một đòn cuối cùng. Đó là con ma thú sẽ ngưng tụ toàn bộ ma lực trong cơ thể định tự hủy để làm nổ tan tành hết cả lũ, Kalego ra lệnh cho Agares tạo một vùng ẩn nấp dưới mặt đất, tia sáng của nó sẽ thiêu rụi mặt đất nên nếu nấp xuống dưới thì giảm thiểu thiệt hại được đáng kể. Với lượng ma lực lớn như vậy có lẽ một nửa tơ Park bị thiêu rụi hết nhưng hướng con ma thú định bắn là phía khu vực tị nạn nên nhất định phải bắt nó đổi hướng thầy kalego không cho phép vì giờ lại gần nó xác định vĩnh biệt cụ luôn có lẽ đã không còn cách nào cứu chữa được lại một lần nữa iruma vào trạng thái tuyệt vọng ma lực đang dần được phóng ra trong khi khu vực tị nạn mọi người vẫn đang tận hưởng tiết mục của Kuzomu. ngay vào thời điểm đó đứng cứu thế đã xuất hiện Romy không chấp nhận cho bọn nào dám phá hủy ganter park tuyệt đỉnh của nhà mình đừng quên năng lực của anh ta là thu hút mọi ánh nhìn bất kể tình huống nào Hiển nhiên với việc con ma thu sẽ chuyển hướng bắn nhưng bù lại nó đang nhắm vào anh, ngay thời khắc đó Iruma đã lao lên đứng trước mặt. Tập 18. Cậu triệu hồi ra Ali và bắt nó nuốt ma lực của con kia, tuy nhiên cái đống ma lực đó Ali sao mà đỡ nổi. Romi thì méo hiểu sao thanh niên này lại đứng nói chuyện một mình, sau một hồi năn nỉ cuối cùng Ali đành chịu đồng ý nhưng phải cần Iruma giúp sức. Cậu sẽ phải tưởng tượng ra cảnh cái nhận ác thực hút lấy con đó, Iruma giữ đầu óc tỉnh táo tập trung để tưởng tượng ngay khi ấy ali đã hóa thành một con quái khổng lồ nuốt trọn vẹn con ma thú vào bụng vụ nổ ma lực khổng lồ đó chỉ xảy ra trong bụng ali khiến nó no căng phình vậy là bầu trời đã trở về quang đãng lại như cũ còn mọi người đều ùa và hỏi han Iruma có sao không cũng nhờ có lời khuyên trước đây thầy kalego từng nói mà cậu đã làm được như vậy về phía bọn tù nhân cuối cùng cũng nhìn thấy được bên ngoài cơ mà không tài nào phá nổi cái song chắn chúng nó ngó qua khe hở thì thấy chỉ mỗi mình kirio là thoát và toàn bộ lục chỉ chúng đều quỳ xuống mừng ngài trở về. Bọn họ phụng mệnh của lôi hoàng ban tới phá hủy Walter Park giải phóng Kirio hóa ra ngay từ đầu hắn chẳng hề có ý định giải thoát bọn tù nhân. Những ác ma trong ngục giam đều là kẻ xấu nhưng chỉ riêng tên này mới là cái ác đích thực. Lục chỉ chúng nghĩ thả họ ra cũng được mà sẽ thêm một phần khiến công viên này hỗn loạn thế nhưng Kirio nhất định không thả để được chứng kiến những gương mặt tuyệt vọng đó. Sau đó Walter Park đã trở lại hoạt động mở một buổi diễu hành tràn ngập tiếng cười Tất cả những người tham gia bảo vệ công viên đều được tôn vinh thành anh hùng. Đứng trong con hẻm, Kyo hoảng hốt vì yêu ma chính là người hạ đám ma thú lại một lần nữa cậu ta ngáng đường mình. Phải chăng đây là định mệnh nhưng đang lúc cảm xúc cao trào ban đã gọi điện tới yêu cầu Kirio rút lui mau, xong là lại gào mùm lên quát mắng cậu như mọi khi. Cuối cùng thì Walter Park vẫn trả sức mẻ gì khiến ban cực kỳ ngứa chân tay, ma giới mà anh ta muốn phải là một nơi không có tiếng cười đùa giải trí nào lũ ma quan đã bắt đầu tới nên cả bọn rút lui ngay kirio muốn sau này lại được đụng độ iruma là thiên địch trời định của mình vì là những người hùng bảo vệ công viên nên bố của romi đã sắp xếp phòng khách sạn mời cả bọn ở lại ông Sullivan thì khóc dòng lo lắng cho cháu iruma nhưng dẫu sao hôm nay vẫn là một ngày rất vui của cậu còn về lũ thủ phạm của vụ này thì khi tra khảo bọn tù nhân hoặc hỏi các nhân viên làm việc ở đây không một ai còn chút ký ức gì về cái tên hay diện mạo của chúng hết chắc chắn đã bị một ma lực nào đó tác động Thầy Kalego lên phòng ngủ thì thấy đám nhóc đang ăn uống nô đùa trong phòng mình liền đuổi đi. Về phía con gái có nguyên một căn phòng thời trang và được thoải mái lấy bất kỳ món đồ nào về. Sau đó tất cả đến bữa tiệc buffet ăn thỏa thích cái gì cũng ngon. Chợt thấy Roma lưỡng thưởng ra khỏi phòng, Amery bám theo thì ra cậu ấy đang ngắm cảnh từ trên cao, đồng nghĩa với việc tại một nơi yên tĩnh thanh vắng lúc này chỉ có riêng hai đứa lãng mạn như trong chuyện. Chợt nhận ra chị Amery trong bộ váy mới, Roma khen nó rất hợp với chị đúng lúc cậu đang có điều muốn báo cáo về chuyện lúc trước Amery từng nói tới lý tưởng và tham vọng. Lý tưởng của Iruma là được trải qua nhiều niềm vui cùng mọi người, còn tham vọng của cậu là nhất định sẽ bảo vệ lý tưởng ấy và muốn chị hãy dõi theo mình. Dần dần trong mắt Amery Iruma ngày càng trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Bị chị ấy nhìn chằm chằm với một nụ cười tươi tắn khiến cậu đỏ mặt, Amery ngỏ im muốn lần sau chỉ hai chúng ta cùng nhau đi đâu đó trong không gian yên ắng hai người nhìn nhau rất lãng mạn thì ngay khi đó bị Asmodeus và Clara quấy rối. Ameri định bỏ đi coi như chưa nói gì nhưng Iruma đã gọi lại lúc này chính miệng cậu rủ hai ta lần sau hãy đi đâu đó. làm hội trưởng đỏ bừng mặt xỉu tại chỗ. đang yên đang lành ông Sullivan và bố của Romy đã trả lời buổi họp báo rằng Iruma và những người bạn chính là anh hùng giải cứu Winter Park. hậu quả là ngày hôm sau báo chí ồ ạt kéo tới muốn xin phỏng vấn cậu cũng như các học sinh khác. lúc này nếu muốn lánh nạn Clara gợi ý mọi người cùng qua nhà mình. Tập 19 Vừa đi trên đường, Clara vừa không ngừng hát làm nhảm. Nhà của nhỏ nằm trong một khu rừng khỉ ho co gáy với toàn mấy sinh vật kỳ dị. Vừa về đến nơi cả nhà đã mua hát tưng bừng mấy đứa nhỏ còn trèo lên người Iruma nữa. Mẹ chúng rất quý hai đứa vì đây là lần đầu Clara dẫn bạn bè về nhà chơi. Iruma và Admodes còn đem theo quà tặng cả nhà nữa. Văn hóa của nhà Valak là phải bước chân trái vô trước và khi đứng lên thì phải nói về rồi đây. Câu cuối luôn cần nói thêm Valak vô đối mà ai ngờ Iruma cũng tin sái cổ. Hai thằng em đang thắc mắc ai là bạn trai của Clara thì nhớ lại chị gái mình suốt ngày nhắc tới Iruma. Nhỏ phải bịt mùng bọn nhỏ lại dẫn vào trong, đặc biệt ngôn ngữ của nhà này rất tối nghĩa nói mà người ngoài méo hiểu gì luôn. Một em bé dơ ra hai cuốn sách muốn cho các anh đọc, vậy thì bà mẹ liền giới thiệu cho hai đứa xem cuốn album kỷ niệm tụi nhỏ. Clara lúc nhỏ với cái bọn này mặt mũi y chang nhau. Bất ngờ Clara nhìn thấy liền chạy vội ra không muốn cho xem, nhưng đúng lúc được Iruma khen dễ thương làm nhỏ đỏ bừng mặt. Mà nói gì thì nói vẫn rất xấu hổ không muốn cho cậu xem tiếp rồi nhỏ đánh trống lảng qua nhắc mẹ đến giờ đi lựa đồ rồi. Không thể tin được trong rừng rậm heo hút này lại có phố mua sắm. Mà chợt nhận ra Iruma đã dốc hết sức ở Winter Park nên cậu ấy đói lắm rồi. Cả Admodet và Clara đều tranh nhau muốn cho cậu ấy ăn một bữa linh đình đã đến siêu thị ma mà clara nhắc tới nhưng rõ ràng đây chỉ là một ngọn đồi trong rừng thôi mà cả nhà lại vừa múa hát vừa thu thập nguyên liệu nấu ăn ngoài tự nhiên ở khu rừng này thứ gì cũng có át mò đét thu lượng được toàn những sản vật cao cấp nhưng đáng tiếc thứ đó nổi tiếng là cực kỳ dở cắn thử một miếng mà nó vừa đắng vừa chát cơ mà trong khu rừng này còn một loại nguyên liệu tối thượng đó là cá mập heo nhúng lẩu trong hang hoàn trả nghe nói đó là một cao lương mỹ vị rất tốt cho cơ thể hơn bất kỳ món ăn nào ở khách sạn cao cấp Atmodes và Clara đều nhất định muốn kiếm nó về cho Iruma cơ mà chính người mẹ cũng chưa được thấy bao giờ. Do hai em nhỏ đã buồn ngủ nên bà mẹ phải về nhà và đưa bản đồ cho mấy đứa tự đi. Đã đến hang hoàn trả sương mù nơi đây khá dày đặc và bất ngờ từ sâu trong hang có một tiếng gầm lớn của thú dữ. Nhưng bất ngờ thay nó lại xuất hiện từ phía sau lưng đây chính là con cá mập hao nhúng lẩu. Toàn bộ cơ thể nó đều là các món ăn từ rau củ quả cho đến giò lợn đúng chuẩn đây là nguyên liệu tối thượng. Cái tảo bé từ mũi nó bất ngờ trói hai đứa em của Clara lại trong khi bà chị đang ngồi nhìn nhau với con sử ma. Áp sử dụng lửa tấn công thì con quái đánh bay hết mọi đòn bằng một cái chảo. Nó đang định bỏ hai đứa nhỏ vào miệng thì Clara ném ra đống thịt đánh lạc hướng. Ngay lúc đó Áp đã triệu hồi thanh kiếm lửa chém đứt hai cọng dâu cứu tụi nhỏ. Mặc dù rất muốn hạ nó bằng mọi giá để dâng lên ngài Iruma đang mệt mỏi, nhưng ở đây lại có trẻ em và đối phương thì khổng lồ nhớ lại những lời sắp nóc mắng mình hôm trước cậu quyết định gọi ra con xử ma dẫn cả bọn trở về đúng lúc đó bà mẹ cũng đang tò mò nên đến xem thấy con quái dám dọa nạt các con mình bà đấm cho một cú bay sátít vì biết mũi chính là điểm yếu của cá mập thế rồi sau đó cả nhà đã có một buổi ăn uống chơi bời đủ thỏa mãn mệt mỏi dã rời đến giờ đi ngủ Admodet còn đeo cái nơ giống của Iruma Clara muốn thực hiện nghi thức du ngủ là bài tủ của mình cho hai bạn. Nhà đặt đầu Admodet lên đùi chỉ mới vỗ mấy cái mà cậu ta lăn vào giấc ngủ sâu luôn. Tiếp theo là Iruma, Clara đã cất lên một giai điệu nhẹ nhàng du dương khiến mọi căng thẳng đều tan biến hết. Nó vừa ấm áp vừa dễ chịu cả nhà đều đã ngủ say, sáng sớm hôm sau lại tiếp tục đi đào tìm nguyên liệu làm bữa sáng. Tập 20 Trong lúc cả nhà đang ăn sáng bất ngờ nhân viên của sở ma quan tức bố của chị hội trưởng tới, Ông ta tìm Yuma vì có tin khẩn cần thông báo đó là sở ma quan đã cấm các phóng viên săn tin tiếp cận cậu. Đồng thời cũng nhắc nhở ông Suli một trận nên giờ cậu có thể trở về nhà bình thường được rồi. Yuma cảm ơn chú mà nhân tiện hỏi về chị Amery lại làm lão cáo bảo nó bận học rồi không có thời gian yêu đương đâu. Nói thế chứ hội trưởng lúc này vừa mới hoàn thành xong cuốn kế hoạch hẹn hò để phục vụ cho chuyến đi với Yuma lần tới cô đã tham khảo từ cuốn hồi ức mối tình đầu để ra được kế hoạch đi chơi lãng mạn này nhưng đến khi định nhắn tin với yuma lại hồi hộp không dám bấm thì giật mình đúng lúc cậu nhắn tin trước vậy là hai người đã hẹn nhau vào ngày mai ameri còn không quên nhấn mạnh lần này chỉ có riêng hai đứa thôi nhưng chợt nhận ra đáng lẽ mình nên nhắn tin kiểu dễ thương hơn chút và sợ bản đồ có khó đọc với cậu ấy quá không nhưng chỉ với một dòng tin từ yuma cậu rất mong chờ cũng đủ làm nỗi lo tạm thời tan biến gọi mãi mà không thấy con gái trả lời ông bố ngó vào phòng thì sững sờ thấy ameri đang soạn quần áo rất nhiều dám chắc con bé định đi với thằng yuma ông rủ ngày mai hai cha con mình mua đồ mới không nhớ lại ngày xưa ameri hỏi bố con nên chọn bộ nào thì ông đáp bộ nào cũng dễ thương hết nhưng cô bé không chịu nhất định phải là bộ dễ thương nhất để mặc đi chơi với bố còn hiện tại thực tế phú phàng ameri từ chối vì ngày mai bận có việc rồi làm lão đau nhói đến vỡ cả kính chuyến hẹn hò của iruma và ameri là tại một thủy cung lớn khủng khiếp cô đã đứng đợi bên trong được một lúc với bộ đồ xinh đẹp hết sức tưởng tượng thu hút mọi ánh nhìn hóa ra nơi đây là khu giải trí tích hợp cả thủy cung và hồ bơi nhưng iruma lại không đem đồ bơi theo sau khi đi thuê đồ xong quay trở lại cậu mới khen ameri dễ thương lắm vậy là kế hoạch gây bất ngờ đầu tiên đã thành công kế hoạch tiếp theo là nắm tay thầm nghĩ nếu thành công xích lại gần nhau biết đâu may mắn còn được bế như nàng công chúa và tiến triển cuối cùng sẽ là một nụ hôn buổi hẹn hò này nhất định phải toàn thắng, Iruma thì vẫn ham chơi như ngày nào, cậu ngắm nghía mọi thứ xung quanh không ngừng. Trong khi Ameri nãy giờ chỉ nhắm tới nắm tay cậu ấy và trong một khắc chị đã nắm nhầm vào vai, giờ thì cô mới nhận ra khoảng cách tới bàn tay Iruma thật xa đồng nghĩa với việc mình quá to lớn và cao liêu nghêu. Iruma muốn chơi trò đường chật ống theo như trong chuyện sẽ là con trai đỡ con gái từ phía sau nhưng sao thực tế nó phũ phàng lắm tuy ngược vị trí nhưng được chạm vào iruma gần như vậy cũng thấy hồi hộp và lại cái trò này cũng khác xa tưởng tượng con cá chở hai người nó phi nhanh như cái máy lại một kế hoạch nữa thất bại tiếp theo là khu vực giải trí đáng tự hào của nơi này nó hệt như một bãi biển Ameri lén đọc kế hoạch tiếp theo là tế nước thì bất ngờ cô đã bị Iruma hất nước trước. Tiến triển đang quá tốt hội trưởng liền phản công lại cơ mà pha té nước của cô hơi bị mạnh làm cu cậu no một bụng nước luôn. Chuyển qua cho bóng truyền bãi biển hai đứa cùng chơi đùa và khoe ra gương mặt ngây thơ hồn nhiên. Rõ ràng đã tự nhủ sẽ thật nhẹ tay nhưng sao cú đánh của Amery như muốn ám sát người ta. Kết cục là cuộc chơi lẽ ra phải nhẹ nhàng lại trở nên nề lửa. Tiếp theo là ngồi tại quán nước để ngắm toàn cảnh nơi này. Cô cực kỳ mong đợi đến kế hoạch đút cho nhau ăn cơ mà món kem hải sản này có hơi bị lạ. Thậm chí nó còn mọc ra cả đống xúc tu dây bẩn khắp người. Đúng là một buổi hẹn hò thất bại rung động còn chẳng có thì nói gì đến lãng mạn. Thấy có kem dính trên tóc chị Iruma đã lấy nó ra giúp, rồi hai người tới quầy bán đồ lưu niệm nơi này toàn món đồ dễ thương. Không chỉ mua quà cho người nhà mà Iruma còn mua cả cho Clara khiến Ameri có hơi ghen tị. Cơ mà cậu ta còn định mua cái con rõ là xấu tặng con gái chị phải đưa cho thư dễ thương hơn. Hội trưởng hội học sinh lúc nào cũng nghiêm túc vất vả vì mọi người, nhưng hôm nay nhìn chị ấy thật sự rất vui. Bất chợt chứng kiến nụ cười dạng dỡ của Ameri khiến Iruma rung động quay mặt đi trong khi cô nãy giờ vẫn đang đau đáu trong lòng vì cái tham vọng muốn trở thành người yêu. Ít nhất phải có một cơ hội khiến tin cậu đập thình thịch Ameri dẫn Iruma tới chỗ bói toán. Đây là tiết mục bói xúc giác của ma xấu chúa. Theo như những gì Amery tra được thì kỹ năng đặc biệt của ma cá sấu là bói về độ hợp nhau của các cặp đôi rất chính xác. Con ma cá sấu ham ăn dạo này còn đang ăn kiêng làm khán giả bật cười. Nhưng Iruma thì méo cười nổi vì nó đang gấp cậu lên định bỏ vào miệng. Iruma chợt nhận ra hôm nay mình đã bơi quá nhiều nên nước hoa che giấu mùi con người đã bị trôi bớt đi. Ngay khi con cá sấu mở to miệng chuẩn bị đớp thì lập tức Ameri sử dụng năng lực sút một phát vỡ mùng rồi đỡ Iruma. Không ngờ khán giả xung quanh lại hô hào vì cô quá ngầu với sức mạnh phi thường. Ban tổ chức đã xin lỗi và đền bù bằng vé vào tham quan miễn phí một năm. Iruma cũng xin lỗi ma cá sấu như nó đã giận dỗi trả thèm quan tâm. Còn về phía Amery chỉ muốn là một cô gái dễ thương trong mắt Iruma, sau hành động vừa rồi chắc chắn cậu ấy nghĩ mình là đứa con gái vừa mạnh bạo vừa to xác, nhưng chợt nhận ra chân chị có một vết thương vì cái vẩy của con cá sấu quẹt vào. Iruma lo lắng hỏi chị có đi được nữa không thì Amery đỏ mặt tỏ vẻ làm nũng, cô muốn được cậu bé đi cơ, chỉ định đùa một lát thôi mà ai ngờ Iruma cũng đồng ý thật. Cậu liên sử dụng chiến nhẫn ác thực tưởng tượng ra việc điều chỉnh trọng lượng. Ngay khi đó Amery đã trở nên thật nhẹ và Yuma hoàn toàn bế được cô theo kiểu công chúa. Cả hai người đều rất xấu hổ nhưng cậu nhất định sẽ nâng đỡ chị một cách cẩn thận nhất. Suốt cả buổi đi chơi hôm nay tất cả những nơi mà hai đứa ghé qua chỗ nào Iruma cũng thấy vui hết. Quả thật đây đúng là buổi hẹn hò tuyệt vời nhất. Ngay sau đó Amery còn lấy cớ chân đau quá mà ôm chầm lấy cậu rồi bắt bế đi hết chỗ này chỗ kia. Tập 21 vào ngày cuối kỳ nghỉ, Iruma cố sống cố chết dáng làm cho xong mớ bài tập tận cùng khổng lồ của thầy. Theo như trận đấu hôm đi chơi ở Winter Park là thi xem nhóm nào chơi vui nhất, cả ba nhóm đều được nhận định là vui bằng nhau và cùng giành chiến thắng. Nhưng cả lớp đều chiến thắng đồng nghĩa với việc toàn bộ đều xếp chót và đương nhiên kẻ nào xếp chót trận đấu sẽ bị tăng gấp đôi lượng bài tập đúng ông thầy ác ma. Sau khi hoàn thành xong chỗ đó, ông Sullivan dẫn Iruma đi mua những món cần thiết cho học kỳ mới. Vì là người nổi tiếng sợ gây chú ý nên cậu cần đeo cặp kính ngăn trở nhận thức để cải trang. Magical Street là khu mua sắm bán đủ mọi loại hàng hóa. Vừa mới đến nơi mọi người đã bu lại vì ông Sullivan cũng là người nổi tiếng và họ hoàn toàn không nhận ra Iruma. Chủ cửa tiệm giới thiệu về hãng đồ mùa đông vừa bền vừa có thể xòe cánh thoải mái nên ông muốn mua cả lô về cho cháu luôn. Opera gợi ý cậu nên mua cái vòng cổ để bắt xử ma phục tùng nhưng thôi Iruma không dám đến với thư viện sách ông mua cho cậu rất nhiều cuốn ma thuật cần phải thuộc để phục vụ cho học kỳ mới iruma đã được học về phép điều chỉnh trọng lượng rồi và người mà cậu dùng phép đó lên là chị ameri nhưng vẫn cần phải học nhiều để khi dùng thành thạo còn có thể bay được ông còn sử dụng ma thuật đó để vật cái tên đằng kia dám dùng phép thu nhỏ mấy cuốn sách định ăn trộm mọi người đều rất ngưỡng mộ nhưng thắc mắc sao ngài sullivan vẫn không chịu lên ngôi ma vương tiếp theo là đi chơi tại tiệm thú nuôi rồi tới quầy bán dụng cụ học tập Nơi này còn có bán cây bút chống buồn ngủ cứ lỡ ngủ là nó đớp luôn. Sau một buổi mua sắm, opera phải vác cả đống đồ về nhà. Ông hỏi việc đi học ở ma giới có vui không? Iruma dạng dỡ đáp cực kỳ vui. Bất ngờ cậu hỏi một câu làm thế nào để trở thành ma vương khiến ông ngỡ ngàng không nói nên lời. Cách đây từ rất lâu tại tầng 665 thập tam quan đều đã có mặt hết nhưng chẳng thấy ma vương đâu. Đây là Suli văn hồi trẻ ngài đang đi gọi ma vương cần có mặt tại cuộc họp quan trọng. Ma Vương thì rất chán nản vì cuộc họp chỉ có tên này tên kia ngồi vào ghế xong nhìn mặt nhau. Ông ta lời đứng dậy muốn lũ thập tam quan đần độn kia tới đây họp để được ngắm cảnh sắc tuyệt đẹp này. Giật mình trở lại thực tại, Iruma đã nghe mấy người trên phố lúc nãy nói, cậu cũng thắc mắc sao ông lại không làm Ma Vương và làm thế nào để lên ngôi Ma Vương. Sullivan thuộc một trong thập tam quan là những anh kiệt đại diện cho Ma giới. Tất cả thập tam quan đều đã sống dưới triều đại của Ma Vương, nhờ có họ gánh vác những khu trung tâm Ma giới mà nó mới giữ được nền hòa bình. Muốn lên làm ma vương phải có sự tín nhiệm của tất cả ác ma trong thập tam quan. Thế nhưng ma vương sẽ phải gánh vác toàn bộ ma giới rất cực khổ, cho dù các ác ma có bàn luận suốt nhiều thập kỷ để đưa ra một quyết định nào đó. Thì chỉ cần ma vương ban lệnh đi theo con đường khác dẫu cho không có đường tất cả ác ma vẫn sẽ ra sức tạo đường để nghe theo. Ngày ấy đã sáng tạo ra ma giới ma vương chính là đấng tối cao tuyệt đối và nhìn ma giới lúc này cũng đủ để biết ma vương đời trước là một ác ma rất vui nhộn. Vào thời khắc đó Iruma đã đứng lên nhìn về quang cảnh phía trước, cậu chỉ thầm nghĩ đến việc nếu mình là ma vương rồi lặng thinh với những suy tư chỉ riêng trong đầu ban đêm mở quyển lời tiên tri về ma vương ra xem ngài giáng thế từ một vùng đất xa lạ và là kẻ thu nhận mọi chủng tộc làm thuộc hạ cho mình bằng khế ước máu ngài chữa lành vạn vật còn trên tay phải ngài là chiếc nhẫn vàng solomon iruma thầm nghĩ nếu mình là ma vương sẽ tạo ra một ma giới như nào sáng hôm sau ali mới xuất hiện mắng cậu đã nhồi nhét vào người nó cả đống ma lực trong khi bản thân thì đi tán gái vui đáo để học kỳ mới đã bắt đầu đứa nào cũng phải vác cái mớ bài tập nặng chữ thầy Kalego giao. Bắt đầu tiết học đầu tiên bằng một thông báo dành riêng cho lớp nào sử dụng phòng học vua. Tất cả các học sinh trong lớp trước khi lên năm 2 phải thăng cấp lên hạng Dalet. Hạng Dalet vốn là một trong những điều kiện để tốt nghiệp vậy mà lại bắt phải đạt được trong năm nhất. Nếu thất bại sẽ ngay lập tức bị trục xuất khỏi phòng học vua Royal One. Vậy là đã hết mùa hai các bạn cùng đón chờ mùa ba nhé.